Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Người đàn bà hung hãng 1949, tập 10, chương 91 đưa tiễn cảnh vệ viên xoay người phải đi hương mậu tùng rồi lại gọi lại hắn chờ một chút hắn trầm ngâm ngón tay gõ cái bàn nghĩ nghĩ nói ngươi đem đồ vật đưa đi liền nói ta và ngươi tẩu tử công tác phi thường vội không rảnh lo khác cái gì cũng không cần nhiều lời buông đồ vật xoay người liền trở về hắn cố tình đem điền đại hoa cũng mang lên hy vọng đối phương có thể biết được thu liễm minh bạch cảnh vệ viên đáp ứng một tiếng lấy thượng đồ vật đi ra ngoài cảnh vệ viên đi rồi, Khương Mậu Tùng ngồi xuống, cười khổ, đau đầu mà xoa bóp giữa mày, nữ nhân như thế đáng sợ, tiểu lâm nữ nhân này càng là trở nên làm hắn có một loại cách ứng ghê tởm cảm giác. Hy vọng hắn làm như vậy, có thể làm tiểu lâm không cần lại có bất luận cái gì ý tưởng, hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định chuyện này bớt thời giờ vẫn là nói cho Điền Đại Hoa Hảo. Mặc kệ thế nào, hắn hiện tại, nửa điểm đều không thể làm nàng có hiểu lầm, nhưng hiện tại Điền Đại Hoa, lại thật sự không rảnh đi để ý tới này đó phá sự. Nàng trở lại trong thôn, mới vừa tiến gia môn, Diêu Thanh Trúc liền chào đón nói cho nàng, hai ngày này nãy nãy như là không quá thoải mái, làm sao vậy, nàng cũng chưa nói cái gì không tốt, chính là. Mấy ngày nay cơm ăn thiếu, một đống sau một đống thiếu, tối hôm qua chỉ ăn non nửa chén canh, ta liền có điểm lo lắng, sáng nay chuyên môn cho nàng chưng canh trứng, nói không muốn ăn, ta hống nửa ngày, tổng cộng liền ăn hai muỗng. Diêu Thanh Trúc trên mặt mang theo lo lắng, Điền Đại Hoa trong lòng trầm trầm, nãy nãy 90 tuổi người, tuy nói thân thể không bệnh không tai, nhưng rốt cuộc tuổi này, đặc biệt lão nhân gia tuổi trẻ thời điểm liên tiếp chết non mấy cái hài tử, thân thể chịu quá lớn mệt, qua đi nhật tử khổ, lại vẫn luôn chịu khổ bị liên lụy, nàng nghĩ lại lại tưởng, nãy nãy không bệnh không tai, thân thể cũng không tệ lắm, chính mình cuộc sống hàng ngày ăn cơm, đều không cần người khác hầu hạ, người cũng không hồ đồ càng không ở trên giường nằm một ngày. Có lẽ chính là nắng gắt cuối thu thời tiết, mấy ngày nay khô nóng, lão nhân gia muốn ăn không hảo thôi, không có việc gì, ta đi xem, điền đại hoa thẳng đến nải nải trụ đông nhà chính, vào nhà vừa thấy, bà cố nội đang ngồi ở phô cái đệm ghế mây thượng, cười tủm tỉm nhìn nàng, điền đại hoa liền lại yên lòng, nàng đi qua đi, trêu ghẹo miệng lưỡi cùng nải nải nói, nải nải, ngươi xem ngươi, ta bồi phúc nữ sinh hài tử, mới mấy ngày không ở nhà nha, ngươi này lão tiểu hài a à lão tiểu hài như thế nào lại không nghe lời thanh trúc cáo ta trạng bà cố nội cười nói ta mấy ngày nay không đói bụng ăn ít mấy khẩu các ngươi đều là hiếu thuận hài tử ngày kia không gọi ăn đến thiếu ngày một buổi sáng ăn hai cái thì canh trứng tương đương không ăn nải nãy, nãy vui tươi hớn hở mà cười hỏi nàng phúc nữ cho ta sinh cái chắc trai ta nghe nói bảy cân nhiều trọng a à, bảy cân bốn lượng điền đại hoa nói Béo đô đô, nhưng hảo, lớn lên giống bình an khi còn nhỏ, bọn họ đại nhân hài tử thật xa lộ, trở về ở cử cũng không có phương tiện, ta làm nàng lưu tại đại viện ở cử, có nàng bà bà hầu hạ đâu, chờ đầy nguyệt, ông trở về ngài là có thể thấy được, ai, phúc nữ đều sinh qua qua, thật tốt. Nhà chúng ta con cháu thịnh vượng, con cháu hiếu thuận, thật đúng là hảo phúc khí, nãy nãy, thạch đầu cũng nên cưới vợ, chờ hắn cưới thượng tức phụ chạy nhanh lại cùng ngài sinh cái thật mạnh tôn ngài liền năm thế cùng đường liền phúc nữ oa nhi ngươi một bên cánh tay ôm một cái ai u nhìn xem ta lão thành như vậy ta sợ ôm bất động a à. nải nãy, nãy vui vẻ mà cười rộ lên điền đại hoa nhìn bà cố nội tinh thần đầu còn thực hảo liền buông xuống một lòng giữa trưa nàng cấp nải nải ngao điểm gạo trắng cháo nải nải tuổi càng lớn liền càng không yêu ăn món ăn mặn liền hầm mềm lạng đậu que cà tím nhưng bà cố nội lại không dùng bữa lại là chỉ uống lên hai khẩu gạo trắng cháo, điền đại hoa sốt ruột, bồi nãy nãy nói một lát lời nói, nãy nãy chỉ nói không đói bụng, khi ngài buổi tối muốn ăn cái gì, cũng không muốn ăn cái gì, khi không được, người là thiết cơm là cương, không thể lão không ăn cơm, ngài đến hảo hảo tưởng a, à, nãy nãy quả thực nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, tính trẻ con cười mà nói, muốn ăn gạo như vậy đại mặt bánh canh, phóng điểm nhi nộn nộn cải thìa, khi còn nhỏ ta yêu nhất ăn, Tết nhất lễ lạc mới ăn thượng một hồi. Điền đại hoa ra tới vừa nói, Diêu Thanh Trúc ngẩn người, vội hỏi, gạo như vậy đại mặt bánh canh, kia như thế nào làm nha? Ta thật đúng là chưa làm qua, ta cũng chưa làm qua, Điền đại hoa nghĩ nghĩ, xoay người đi hỏi Tam Thẩm. Tam Thẩm nói cho nàng nói, đem bạch diện hơn nửa thủy, dùng xoát nồi cao lương tua lặp lại trộn lẫn, hướng nấu sôi nước trong nồi chấm, Ngươi nói này bà cố nội, nghĩ như thế nào lên ăn cái này? Tam Thẩm cười nói, ta cũng là khi còn nhỏ ăn qua một hai lần xem đại nhân làm qua đi không phải nghèo sao tết nhất lễ lạc trong nhà tổng cộng chỉ có nửa chén bạch diện như thế nào lộng cũng không đủ ăn liền dùng cởi viên cao lương tua trộn lẫn trộn lẫn giảo thành gạo nhi đại hướng trong nồi chụp nửa chén bạch diện thêm chút đồ ăn có thể làm một nồi to đủ một đại gia người ăn hống cái bụng nhi viên điền đại hoa về nhà cấp nải nải làm cái này mặc bánh canh đoan qua đi lần này lão nhân gia lại uống lên hai khẩu trong miệng cười nói ăn no khi còn nhỏ nhớ rõ đặc biệt ăn ngon ta vừa rồi muốn ăn thời điểm liền cảm thấy đặc biệt ăn ngon còn cảm thấy có thể ăn một chén lớn đâu hiện tại nha thứ tốt đều làm ta ăn toàn sống các ngươi gì thứ tốt đều bỏ được mua cho ta ăn miệng đều dưỡng điêu ngày hôm trước buổi tối điền đại hoa cấp bà cố nội rửa mặt ngủ ngày hôm sau buổi sáng bà cố nội phá lệ không rời giường điền đại hoa lặng lẽ đẩy cửa đi nhìn lên lão nhân gia đã tỉnh nằm ở trên giường nhìn nàng vẻ mặt từ ái, nói trên người mệt, tưởng nhiều nằm trong chốc lát, hành A, à, toàn gia cũng chưa sống làm, ngài dậy sớm tới làm gì nha, ngài liền nhiều nằm trong chốc lát, điền đại hoa chụp vỗ về nãy nãy, hóng hài tử dường như nhẹ giọng hỏi, nãy nãy, sáng nay thượng muốn ăn cái gì nha, sáng nay thượng không đói bụng, không muốn ăn. Nãy nãy nói, chờ ta ngẫm lại, nhớ tới ta liền nói cho ngươi. Điền đại hoa bồi nãy nãy nói một lát lời nói, đi ra ngoài kêu ba cái đang ở trong viện luyện quyền hài tử bình an minh đông minh nam các ngươi hôm nay trước luyện đến nơi này lại đây bồi thái nải nải ba cái hài tử ríu rít vào phòng minh đông cầm bổn tiểu nhân thư nói muốn đọc chuyện xưa cấp thái nải nải nghe điền đại hoa xoay người ra gia môn lập tức đi tìm tam thúc làm tam thúc chạy nhanh vào thành đi kêu khương mậu tùng trở về một chuyến tam thúc ngươi nói với hắn liền nói ta có việc kêu hắn nắm chặt trở về một chuyến Tam Thúc đáp ứng rồi một tiếng nói, ta chạy nhanh ăn cơm sáng, liền kỵ đội sản xuất con lừa vào thành. Khương Mậu Tùng buổi chiều mặt trời lặn trước vội vàng đuổi tới gia, Điền Đại Hoa đón nhận đi nói cho hắn, bà cố nội đã hai đốn không ăn, giữa trưa cũng không ăn cơm, nằm một ngày, chỉ uống nước trong, đỡ lên giải hai lần tay nhỏ. Khương Mậu Tùng ngẩn người, trầm ngâm một chút, nói, kia chạy nhanh đưa bệnh viện đi, ta đi an bài, ta khuyên qua, nãy nãy nói nàng không bệnh, đi gì bệnh viện nha không đi, Điền Đại Hoa cúi đầu nói, lão nhân gia lớn như vậy tuổi, kiên quyết đem nàng sóc nảy một đường đưa đi bệnh viện. Nàng sợ cũng không chịu đi, Khương Mậu Tùng vào đông phòng, nãy nãy quả nhiên nằm ở trên giường, Diêu Thanh Trúc cho nàng sau lưng lót cái gối mềm đầu, cái miên thảm, Khương Mậu Tùng đi qua đi hô một tiếng, nãy nãy, Mậu Tùng A, à, ngươi đã trở lại, nãy nãy, ta trở về nhìn xem, nãy nãy nói, trở về hảo. Người một nhà đều ở một khối. Khương Mậu Tùng bồi này hàng huyên trong chốc lát việc nhà, ra tới cùng Điền Đại Hoa lặng lẽ nói, ta xem còn hành, ngươi đừng quá lo lắng, nãy nãy tinh thần đầu còn hảo, có lẽ chính là nhất thời không thoải mái, Điền Đại Hoa trong lòng lại luôn là bất an. Lão nhân gia tuổi này, vài thiên không ăn một chén cơm, hiện tại dứt khoát không ăn, thấy nàng trầm mặt không nói, Khương Mậu Tùng hỏi nàng, vậy ngươi nói làm sao bây giờ, cấp Mậu Lâm cùng thạch đầu phát điện báo, làm cho bọn họ trở về một chuyến đi liền nói nãy nãy tưởng bọn họ, Điền Đại Hoa nói, nãy nãy khỏe mạnh không có việc gì đương nhiên hảo, cũng gọi bọn hắn trở về cấp nãy nãy nhìn xem, Khương Mậu Tùng gật gật đầu, giơ tay ôm lấy nàng, trấn an mà vỗ vỗ nàng bối, xoay người đi an bài, hôm nay buổi tối, bọn họ liền thương lượng, nãy nãy trước mặt không thể ly người, đến có người thủ, Khương Thủ Lương chính mình cũng tuổi một đống, Điền Đại Hoa liền không làm hắn thủ, bọn nhỏ cũng an bài đi ngủ nàng cùng diêu thanh trúc thủ nửa đêm trước khương mậu tùng thủ nửa đêm về sáng điền đại hoa ngồi ở nải nải trước giường thủ nhìn bà cố nội hít mắt ngủ bà cố nội bỗng nhiên mở mắt ra đối nàng nói đại hoa nha đem bọn họ đều kêu trở về đi nải nải lúc này đánh giá nếu là thật không được điền đại hoa ra vẻ thoải mái mà trách nói nải nải ngài nói cái gì đâu tuổi lớn ai còn không thịnh hành có cái không thoải mái nha được rồi người đứa nhỏ này ngươi trong lòng gương sáng nghi dường như, nãy nãy tuổi này, còn có cái gì hảo kiên dè. Bà cố nội nói, gọi bọn hắn trở về đi, ta xem ta cũng chưa chắc có thể chờ tới rồi, nếu là ta đi rồi, người khác đều thôi, ngươi trước đừng nói cho phúc nữ, nàng còn ở ở cử đâu, mới vừa sinh hài tử, ta cả đời này, tuổi trẻ thời điểm chịu khổ cũng lại đây, lúc tuổi già an khang con cháu hiếu thuận, hưởng này vài thập niên phúc, ta cảm thấy mỹ mãn lâu, điền đại hoa vừa chuyển mặt, nước mắt liền nhịn không được xuống dưới, nãy nãy nằm ở trên giường, Khép lại con mắt, lại giống tất cả đều thấy dường như, an tường mà dặn dò nàng, nãy nãy đều 90, hiện tại đi rồi là hỷ sự này, đại hỷ tấn, các ngươi ai cũng không được khổ sở, nãy nãy, đại hoa, nãy nãy đời này lớn nhất phúc phận A, chính là có ngươi như vậy cái cháu dâu, hưởng phúc đều hưởng ở trên người của ngươi, nãy nãy vỗ vỗ điền đại hoa đặt ở mép giường tay, cười nói, chúng ta khương gia con cháu không có kia bất hiếu, nãi nãi hảo phúc khí, cả đời không gì tiếc núi, nãi nãi, xem ngài nói, ta cả đời này phúc khí, cũng là có ngài cái này nãi nãi, nãi nãi có phúc khí, ngươi cũng có phúc khí của ngươi. Nãi nãi nói, ngươi là hảo hài tử, phúc khí của ngươi nhất định so nãi nãi còn hảo, bà cố nội ở trên giường nằm ba ngày, không ăn cái gì chỉ uống nước trong, ba ngày sau mậu lâm cùng thạch đầu vội vàng đuổi tới gia. Bà cố nội ở mảng đường con cháu làm bạn hạ, an tường mà vĩnh biệt cõi đời. Nãi nãi là trong thôn lớn tuổi nhất lão trưởng bối, nàng qua đời sau, toàn bộ khương gia thôn đều đến để tan, nhưng phá bốn cũ đâu, đặc thù niên đại, hơn nữa con cháu đều không phải trong thôn bình thường người miền núi, cứ việc thực thương tâm, còn thật học không tới ở nông thôn khóc tan khóc tan kia một bộ, vì thế nãi nãi tan sự làm được an tường thể diện. Đương thời không thể mang đại hiếu, mấy cái thím liền dùng vải bố trắng đều làm từng đóa tiểu xảo bạch hoa, nữ nhân mang ở trên đầu, nam nhân liền phùng bên trái ngực. Mậu lâm bộ đội cách khá xa, ít có người tới, Khương Mậu Tùng rất nhiều chiến hữu nghe tin đều tới, cũng đều là an an tĩnh tĩnh mà không lưng trí ai, mang một đóa bạch hiếu bố hoa, ngay cả xa ở Tây Bắc lưu sư trưởng cũng ngày đêm tới rồi, cấp bà cố nội tẩn cuối cùng một phần tâm ý, ở cái kia niên đại, không có mặt khác làm mạnh tay, huống chi người nhà cũng không nghĩ đi lộng cái gì ồn ào làm ầm ĩ xử lý, trong nhà thả mấy ngày nhạc buồn, Khương Mậu Tùng cấp nải nải tẩn này có khả năng mà đặt mua một nguồn tốt nhất quan tài, kỳ thật vật liệu gỗ sớm mấy năm liền chuẩn bị hạ, thỉnh ở nông thôn tốt nhất thợ một tới làm, áo liệm, phô đệm chăn, hai cái cháu dâu thân thủ khâu vá, người một nhà liền đều tận tâm đi xử lý, làm bà cố nội thể thể diện diện đi xong cuối cùng đoạn đường, nải nải an táng vào lúc ban đêm, người một nhà dựa theo ở nông thôn phong tục, chuẩn bị một nồi to cơm chay, còn có rất nhiều cổ pháp thiêu chế hắc sứ chén nhỏ trong thôn từng nhà đều tới đoan, dùng hắc sứ chén nhỏ thịnh một chén cơm chay, lại lấy một cái hắc sứ chén nhỏ thủ sẵn, hai cái chén cùng nhau đôi tay đoan về nhà trung. Cái này phong tục, cần thiết tốt 70 tuổi trở lên cao thọ lão nhân, sống thọ và chết tại nhà, mới có thể có. Các thôn dân bưng chén trở về, ăn luôn cơm chay, hắc sứ chén nhỏ liền lưu trữ cấp trong nhà tiểu hài tử dùng, làm hài tử dính một dính lão nhân cao thọ cùng phúc trạch. Con cháu nhóm đều cấp nãi nãi giữ đạo hiếu đến đầu thất đầu thất lúc sau khương mậu tùng liền nói các ngươi nên trở về đều trở về đi đều có chính sự phải làm ta cùng đại hoa ly đến gần chúng ta tất nải nải thủ năm bảy vì thế đều đi nải nải linh trước cáo biệt thạch đầu liền cáo biệt ba mẹ giúp người trở lại hắn hải quân bộ đội mậu lâm cùng diêu thanh trúc thương lượng một chút diêu thanh trúc mang theo hài tử ở quê quán đều ở hơn nửa năm hiện giờ nải nải đi rồi cũng nên làm đại tẩu nghỉ một chút hảo hảo nghỉ ngơi một chút làm đại tổ thiếu thao điểm tâm, Mậu Lâm liền mang theo Diêu Thanh Trúc cùng hai cái nghi tử, cùng nhau nhích người trở về bộ đội. Khương Mậu Tùng chính mình tắt hưu giả, quyết định cùng Điền Đại Hoa ở quê quán trụ một thời gian. Ở nông thôn phong tục, song xuôi tan sự linh đường tốt nhất có người giữ đạo hiếu, muốn thủ đến năm bảy cho thỏa đáng, đại biểu hậu thế chạy dài bất tận. Điền Đại Hoa quyết định lưu tại nhà của cấp nải nải giữ đạo hiếu, Khương Mậu Tùng liền quyết định hắn cũng bồi, cấp nải nải giữ đạo hiếu đồng thời cũng bồi điền đại hoa bình tĩnh mà điều chỉnh một chút tâm tình. Trong nhà trong khoảng thời gian này làm tan sự, làm cho rất bận loạn, đặc biệt là, điền đại hoa cảm xúc rõ ràng thật không tốt. Mậu lâm cùng thạch đầu đi thời điểm, Khương Mậu Tùng liền đơn giản làm cho bọn họ mang Khương Thủ Lương cùng Bình An cùng nhau về trước thành, Bình An còn nhỏ, làm hài tử mau chóng từ tan sự cảm xúc trung đi ra. Trước khi đi thời điểm, Diêu Thanh Trúc lặng lẽ dặn dò Khương Mậu Tùng, nói đại tẩu cùng nãi nãi cảm tình sâu nhất, nàng trong khoảng thời gian này không khóc không kêu, nhưng cảm xúc vẫn luôn rất suy sút. Đại ca, chúng ta đi rồi, ngươi nhiều bồi bồi đại tẩu, yên tâm đi, ta hư một đoạn thời gian giả, liền ở nhà bồi ngươi đại tẩu, cấp nải nải giữ đạo hiếu. Khương Mậu Tùng nói, hai vợ chồng đem phải đi bọn họ cùng nhau đưa ra thôn, nhìn bọn họ ngồi trên xe lừa, ra sơn khẩu có xe tới đón, các thân nhân phất tay chia tay, hai người nhìn theo bọn họ đi xa, Khương Mậu Tùng cùng Điền Đại Hoa chậm rãi bước đi trở về tới. Khương Mậu Tùng dọc theo đường đi nhìn bên người Điền Đại Hoa, từ nãy nãy mất về sau, nàng cũng không như thế nào khóc, cũng học không được trong thôn thiếm nhóm như vậy kéo trường làng điệu khóc tan. Nàng chỉ là không thích nói chuyện, thực bình tĩnh, bình tĩnh tự giữ mà cấp nãy nãy liệu lý phía sau sự. Dọc theo đường đi hai người cũng không nói gì, không biết vì cái gì, nàng an tĩnh trầm tư bộ dáng làm Khương Mậu Tùng nhớ tới hắn giải phóng sau vừa mới trở về thời điểm, khi đó nàng ước chừng chính là như vậy, bình tĩnh đạm mạc mà làm tốt bên người sự, chỉ là không lớn nói với hắn lời nói, thích một người ngốc, đại hoa, chúng ta cùng nhau ở nhà cũ cấp nải nải thủ đến năm bảy, ta xin nghĩ, chính chúng ta cũng tỉnh dưỡng một đoạn thời gian, trong nhà không mặc khác sự, ngươi muốn làm cái gì, ta bồi ngươi lên núi đi một chút, rồi nói sau. Điền đại hoa nói, bọn họ nên đi đều đi rồi, liền dư lại ngươi cùng ta, đúng rồi. Khương Mậu Tùng mỉm cười khai đạo nàng, ngươi xem, cha mẹ trưởng bối cũng hảo, huynh đệ nhi nữ cũng thế, luôn là muốn tách ra, liền thừa chúng ta một đôi lão phu lão thê, lẫn nhau làm bạn cả đời. Hai người về đến nhà, an tĩnh mà nấu cơm, ăn cơm, sắp ngủ tiến đến đông phòng cấp nải nải linh trước thượng một nén hương, cứ việc hiện tại phá bốn cũ, bất quá bọn họ thôn luôn luôn hòa thuận, nhà bọn họ càng không ai tới lo chuyện bao đồng, Điền Đại Hoa vẫn là nguyện ý sáng sớm một đêm cấp nải nải dân hương, nàng trở lại tây phòng, Khương Mậu Tùng đang ở rửa chân, tẩy xong thuận tay cho nàng đổ nước ấm làm nàng phao chân. Điền Đại Hoa rửa mặt xong rồi, lên giường nằm dựa vào đầu giường xuất thần, ra trong chốc lát thần, nàng bỗng nhiên nói, Khương Mậu Tùng, ta tưởng ly hôn, chương 92 không nói lý, Khương Mậu Tùng bên tai nghe được nàng nói những lời này, trì độn mà phản ứng ước chừng vài giây, thực sự có chút không thể hiểu được, Hắn nhìn xem nàng bình đạm sắc mặt, kia biểu tình cùng ngữ khí phản phất chỉ là đang nói, "Khương Mậu Tùng, ta tưởng lên núi đi dạo, hoặc là nói, Khương Mậu Tùng, ta tưởng nấu cái cháo ăn." Khương Mậu Tùng từ nằm dựa vào tư thế ngồi dậy, dừng một chút, tiểu Tâm hỏi, "Làm sao vậy, Đại Hoa, không như thế nào a?" À? Nàng dựa vào đầu giường, chậm rì rì mà nói, "Ta chính là cảm thấy, nãy nãy không còn nữa, bọn họ cũng đều đi rồi, cái này gia dư lại ta và ngươi." có làm hay không phu thê, giống như không sao cả dường như, đại hoa, ngươi. Miên mang suy nghĩ cái gì đâu, khương mậu Tùng bất đắc dĩ mà trách cứ, nàng lại lo chính mình nói, mấy năm nay ta cũng suy nghĩ, rốt cuộc cái gì mới là phu thê cảm tình, chúng ta rốt cuộc là cái dạng gì phu thê, ngươi đã từng muốn ly hôn, ngươi không hài lòng ta cái này thê tử, mà ta giống như cũng không cỡ nào để ý ngươi cái này trượng phu, hiện tại ngẫm lại, ta khi đó chính là không ly hôn cũng không phải muốn lưu lại ngươi cái này trượng phu chỉ là cảm thấy không công bằng thôi cảm thấy ngươi không nên ngươi dựa vào cái gì nha kỳ thật suy nghĩ cẩn thận ngươi ta như vậy phu thê căn bản không giống bình thường phu thê càng như là nhiều năm bằng hữu ly hôn cũng không có gì không tốt ngày đó tiểu lâm chỉ trích ta không yêu ngươi không đủ để ý ngươi ta chính mình ngẫm lại giống như nàng nói cũng không sai ta biết ta chính mình tính tình cường thế bướng bỉnh quật cường cố chấp ta đại khái đời này cũng sẽ không lấy phu vi thiên, học không được thuận theo săn sóc, lòng ta đối với ngươi cũng luôn là có ngật đáp, mấy năm nay ngươi ta chi gian, đạm đến giống hai cái lão bằng hữu, trước kia ta không cảm thấy chỗ nào không tốt, ngươi cùng ta, đều vì cái này ra, đều sẽ làm tốt trách nhiệm của chính mình, chính là ngươi xem, ta mấy năm nay nhất để ý cái này ra, ngươi ta vì này tận tâm gia đình, nãy nãy qua đời. Mậu lâm phúc nữ bọn họ cũng có chính mình tiểu gia, hài tử cũng đều trưởng thành, thạch đầu đi xa, không dùng được bao lâu hắn cũng sẽ cưới vợ sinh con. Chúng ta hai cái, rốt cuộc còn cho ai tận trách nhiệm a? À, cũng chỉ có một cái bình an, hắn cũng mười mấy tuổi, mặc kệ ngươi vẫn là ta đều có thể trông non hảo hắn, nãy nãy mất về sau, ta liền cảm thấy, cái này da đều đã không giống nhau, đã sớm không giống nhau, ta liền cảm thấy tẻ nhạt vô vị dường như, chúng ta hai cái có phải hay không phu thê, giống như trở nên không sao cả, ân, ly hôn từng người tường an, từng người quá chính mình muốn nhật tử, không phải khá tốt sao? Khương Mậu Tùng nghe nàng từng câu chậm rãi nói xong, mới phát giác, nàng là nghiêm túc, không phải cáo kỉnh, có lẽ bởi vì nãy nãy mất mà cảm xúc hóa, sinh lão bệnh tử, nàng bất đắc dĩ, nàng không tha, nàng thậm chí giận chó đánh mèo, muốn tìm một cái phát tiết khẩu, nhưng ly hôn ý tưởng này, nàng nghiêm túc, vừa rồi hắn cũng chỉ là tưởng, nãy nãy đã qua đời, nàng cảm xúc không tốt, có lẽ chỉ là thuận miệng như vậy vừa nói, tựa như thế gian có chút phu thê cả ngày nháo ly hôn, cũng trước nay cũng không thật sự quá, chính là Điền Đại Hoa lại không phải, nàng người này, trước nay bằng phẳng, tự mình, nàng thật chính là như vậy tưởng, tự hồ cái này ra, theo năm tháng thay đổi, đã không có nàng lúc trước lưu luyến để ý vài thứ kia, nàng thích cái kia gia nào đó ý nghĩa đi lên nói, theo nãy nãy qua đời, đã không tồn tại, bao gồm tiểu lâm đột nhiên quấy nhiễu, ước chừng cũng tăng lên nàng loại này cảm xúc. Khương Mậu Tùng oán hận mà tưởng, hắn không phải bỏ đá xuống giếng người, nhưng tiểu lâm nữ nhân này, làm hắn bỗng nhiên rất tưởng bỏ đá xuống giếng. Khương Mậu Tùng hít sâu, chậm rãi thở ra, trong lòng nhịn không được liền luống cúng, một loại nồng đậm hoảng loạn cùng chua xót nảy lên trong lòng, rất khó chịu, bình tĩnh tự giữ như Khương Mậu Tùng, ở thật lâu sau chua xót hoảng loạn lúc sau, chậm rãi bình phục xuống dưới, nãy nãy mới vừa qua đời, nàng sẽ như vậy thương cảm, đang ở mềm yếu hạ xuống thời điểm có lẽ, qua đi này trận thì tốt rồi. Khương Mậu Tùng suy nghĩ một lát, mềm ấm mà khuyên dỗ nói, đại hoa, ngươi xem, nãy nãy vừa mới mất, ta biết ngươi khổ sở trong lòng, ngươi cảm xúc không tốt, ta cũng khổ sở, không quan hệ, sẽ khá lên, nãy nãy khẳng định cũng hy vọng chúng ta hảo hảo. Ngươi xem a, à, bọn họ đều đi rồi, liền cha ta cùng Bình An đều về trước thành, bởi vì bọn họ ai cũng không thể bồi chúng ta cả đời, lưu lại chúng ta hai cái ở chỗ này, ta bồi ngươi chờ thêm này trận ngươi thật muốn còn như vậy tưởng chúng ta lại đến thảo luận được không khương mậu tùng bỗng nhiên có chút hối hận thật không nên chỉ để lại bọn họ hai cái bình an thạch đầu tùy tiện có cái nào người ở chỗ này không đến mức làm cho bọn họ phu thê một mình tương đối có người ở trước mặt quấy nhiễu có lẽ nàng còn sẽ không lâm vào loại này cảm xúc là hắn nghĩ sai rồi hắn thậm chí còn nghĩ hai người phân biệt quá quá nhiều thời gian ở bên nhau khi cũng là cả gia đình người, sinh nhi dục nữ, dưỡng lão dưỡng tiểu, bọn họ có một cái đại gia đình, bọn họ có quá nhiều trách nhiệm, bọn họ hai vợ chồng, liền chưa từng có độc lập không gian hảo hảo ở chung quá, sấn này cơ hội bồi bồi nàng, cấp nải nải tận tâm giữ đạo hiếu, cũng làm cho bọn họ hai vợ chồng hảo hảo ở chung, cũng cố một chút ngày một rõ hài hòa thổ lộ tình cảm phu thê cảm tình, lại nói hắn cha đã buôn 70 tuổi người, bình an lại tiểu hắn còn cố ý an bài bọn họ trở về thành đi, trở về dàn xếp một chút, hắn biết nãy nãy mất nàng thương tâm, liền nghĩ trong khoảng thời gian này lưu tại quê quán, hảo hảo, toàn tâm toàn ý mà bồi bồi nàng, quá quá lão phu lão thê hai người thế giới, hoàn toàn thuộc về bọn họ phu thê thời gian cùng không gian, lên giường trước hắn còn đang suy nghĩ, ngày mai hai người cùng đi trên núi đi một chút đi dạo, giải sầu, nào nghĩ đến thình lình đột nhiên lập tức, nàng nói. Ta đối cái này ra không hề lưu luyến, ta tưởng ly hôn, Khương Mậu Tùng các loại phức tạp cảm xúc ở trong lòng đánh tới đánh tới, trong lòng nhịn không được phát khẩn, trước mắt quan trọng nhất, là nhiều an ủi nàng, đừng làm nàng một người dây dưa với cái loại này cảm xúc. Khương Mậu Tùng áp xuống trong lòng chua xót, đơn giản thổi tắt đèn dầu, nằm xuống, duỗi tay kiên quyết đem nàng kéo vào trong lòng ngực, dùng sức ôm nàng, hống hài tử dường như nhẹ nhàng chụp vỗ. Nàng không có kháng cự, tùy ý hắn đem nàng ủng tiếng trong lòng ngực, lẳng lặng mà không khác phản ứng, hai người, luôn là lẫn nhau an ủi đi. Từ khi nào khởi, Điền Đại Hoa sinh hoạt thượng đối này nam nhân đã thói quen. Vì thế Khương Mậu Tùng ôm nàng, trong lòng tự hồ thoáng yên ổn một ít, Đại Hoa, ngươi xem, mấy ngày nay vì vội nải nải phía sau sự, chúng ta hai cái đều rất mệt, vài thiên không ngủ hảo giác đi, hắn một tay theo bản năng mà chụp vỗ về nàng bối, một chút một chút. Nỗ lực dùng thực bình thường ngữ khí nói, hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai ngươi dẫn ta lên núi đi dạo được không ân ừ, ngươi dạy ta dùng thạch đầu đánh gà rừng được chưa nhưng trong lòng ngược nữ nhân lại không bằng hắn mong muốn trong bóng đêm mang theo vài phần buồn bực nói đến vậy ngươi nói cái gì thời điểm thảo luận ly hôn sự ta đều không rõ ngươi có cái gì hảo không muốn khương mậu tùng nghẹn một chút nửa ngày hỏi ta đương nhiên không muốn ta có cái gì hảo nguyện ý ngươi có cái gì hảo không muốn ngươi lại không có gì muốn lo lắng nàng thế nhưng nghiêm túc lên, cư nhiên một cái một cái cho hắn phân tích nói, ngươi xem, ngươi tuổi này, lại nói tiếp cũng không tính lão, liền ngươi cái này thân phận địa vị, ngươi chân trước ly hôn, sau lưng muốn tìm cái đẹp hoa cúc đại cô nương đều có thể, ngươi thích vừa lòng cái loại này, không cần hỏi, một đống lớn nguyện ý, ta cái này tính tình, ta chính mình lại không phải không biết, lại bá đạo lại cường thế. Ta làm không được cái loại này săn sóc dịu ngoan nữ nhân, chúng ta phu thê mấy năm nay sinh hoạt, kỳ thật ngươi cũng rất bỉ khuất, luôn là bị ta áp chế khi dễ, ngươi vừa chuyển mặt cưới cái ôm nhu săn sóc xinh đẹp đại cô nương, ngươi dựa vào cái gì không muốn nha, này ngươi đều nghĩ tới. Khương Mậu Tùng hút khí, hơi thở, hút khí, hơi thở, nhắc nhở chính mình không tức giận, sau đó hỏi, vậy còn ngươi, ta? Nàng tỉnh một chút nói, còn không có tưởng hảo, bình an còn không có lớn lên, mới 13 tuổi đâu, ta còn phải ngẫm lại, lại chờ mấy năm bình an cũng lớn lên một ít, thạch đầu đều nên cưới vợ sinh con, ta đại khái là có thể một người tùy hứng sinh hoạt, ân. tỷ như muốn đi chỗ nào trụ một thời gian đều có thể, đi thảo nguyên trác lều trại, cưỡi ngựa, vẫn là đi làm gì, bò leo núi nhìn xem thủy, đều có thể, ta nuôi nổi chính mình, ta cũng không sợ cái gì, dù sao một người sinh hoạt, luôn là tùy tính tự tại, ân. vậy ngươi ngẫm lại a, à, khương mậu tùng nói ta lại cưới cái hoa cúc đại cô nương mẹ kế, sau đó nàng cả ngày khi dễ bình an, ngược đại hắn khi dễ hắn. ngươi có thể nhẫn tâm, ngươi khương mậu tùng sẽ làm nàng ngược đại bình an sao? khả năng không lớn. điền đại hoa thiệp tình nói, kỳ thật ngươi người này, cố gia tính tình hảo, có thể bao dung, ở bên ngoài mặc kệ như thế nào, ở nhà trước nay cũng chưa tự cao tự đại, không gì không tốt, mấy năm nay ta cũng không thiếu khi dễ ngươi, ta không gì không tốt. Ngươi lại không nghĩ muốn ta, muốn ly hôn. Khương Mậu Tùng thực sự có chút tất cả bất đắc dĩ, dùng sức đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nảy sinh ác độc nói, Điền Đại Hoa, ngươi cũng thừa nhận khi dễ ta à? Không ly hôn ngươi định đoạt, ly hôn vẫn là ngươi định đoạt, ngươi cũng quá khi dễ người đi. Ta nói cho ngươi, không có cửa đâu, môn đều không có, cửa sổ đều đóng. Ta nếu là không đáp ứng, ta xem trên thế giới này ai dám cho ngươi làm ly hôn? Điền đại hoa sau một lúc lâu vô ngữ, này nam nhân, người trước ổn trọng tự giữ, nhưng cùng nàng ở bên nhau, lại như thế nào học được chơi xấu, mỗi khi chơi xấu, nàng tự hồ liền không đối phó được, chơi xấu. Nàng nhịn không được nói thầm, ta còn có thể càng chơi xấu, dù sao ta ở ngươi trước mặt cũng không thừa cái gì mặt mũi, Khương Mậu Tùng Ngữ mang uy hiếp mà nói, chúng ta tự cấp nải nải giữ đạo hiếu, ta biết mấy ngày nay ngươi mệt đến quá sức, cũng chưa ngủ ngon, bất quá ngươi nếu là thế nào cũng phải không nghỉ ngủ, một hai phải cùng ta tiếp tục thảo luận những đề tài này, ta không ngại lại làm điểm nhi cái gì, điền đại hoa tỉnh tỉnh, phát cáo dường như đẩy ra hắn, xoay người sang chỗ khác đem đưa lưng về phía hắn, hai người yên lặng nghĩ tâm sự của mình, cũng không biết khi nào, nàng mơ mơ màng màng ngủ, khương mậu tùng lại như cũ ngủ không được, trong bóng đêm hắn duỗi qua tay đi, chấp nhất mà đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Ngủ rồi nữ nhân tựa hồ trở nên thuận theo rất nhiều giật giật, hắn theo bản năng mà chụp vỗ về, nàng ở trong lòng ngực hắn giật giật, điều chỉnh một chút tư thế, liền chìm vào ngủ say. Khương Mậu Tùng trong lòng rốt cuộc kiên định một ít, không lương tâm nữ nhân, mấy năm nay rõ ràng hai người đã thực hảo, hảo hảo nàng tưởng cái gì đâu. Theo bản năng, ở trong lòng ngực hắn tóm lại vẫn là dưỡng chính, nàng ngủ, Khương Mậu Tùng lại như thế nào cũng ngủ không được, trong bóng đêm hắn dương đôi mắt, nghĩ tới nghĩ lui không cấm cười khổ này thật đúng là hiện thế báo, tức phụ không nghĩ muốn hắn. 18 năm trước chính hắn làm hạ nghiệt, nàng lại nguyên dạng còn đã trở lại, này thật đúng là, người đến trung niên một đạo đại điểm mấu chốt, đại hoa, ngươi không thể như vậy không nói lý, trong bóng đêm, hắn dùng cầm cọ cọ, cọ nàng đỉnh đầu, như là đối nàng nói, lại như là lầm bầm lầu bầu, mặc kệ ta nói như thế nào như thế nào làm, ngươi vì cái gì liền chính mình một bên tình nguyện tin tưởng, ta không thích ngươi, không lương tâm nữ nhân, ngươi không thể chờ nam nhân đối với ngươi khăng khăng một mực, không rời đi ngươi, lại một chân đá văng ra, chương 93 tình lý, trường kỳ sinh hoạt thói quen, Khương Mậu Tùng mới vừa động, trong lòng ngực người liền đi theo tỉnh, ngươi ngủ tiếp trong chốc lát. Khương Mậu Tùng xoay người xuống giường, một bên mặc xong quần áo, một bên nhìn nàng nói, trong nhà liền hai ta, sáng sớm thượng lại không có việc gì làm, ngươi tiếp tục ngủ đi. Trên giường người rồi lại tới rời giường khí, khương mậu tùng nhìn nàng nhíu mày chán ghét mặt bộ dáng bỗng nhiên cảm thấy nhà mình tức phụ như thế nào như vậy thú vị nữ nhân này mỗi lần buổi tối nếu là có gì sự cùng hắn không cao hứng hoặc là kia cái gì buổi tối hắn nhiều dây dưa trong chốc lát nàng mệt nhọc bực sáng sớm lên đại khái liền sẽ như vậy cái bộ dáng rời giường khí bạn còn sót lại buồn ngủ xem ở khương mậu tùng trong mắt lại có điểm giống làm nũng đổi cái tâm tình đổi cái trạng huống hắn không vội nàng cũng không vội buổi sáng nông gia tiểu viện yên lặng thanh u, bên tai nghe thấy thanh thúy uyển chuyển điểu tiếng kêu, liền dư lại hai vợ chồng một chỗ, như thế nào liền cảm thấy nàng. Còn rất đáng yêu, đến nỗi tối hôm qua thượng, ly hôn, linh tinh đề tài, Khương Mậu Tùng quyết định, lựa chọn tính quên đi, trước hống ở lại nói. Hắn lại không phải lần đầu tiên cùng nhà mình tức phụ giao tiếp, nữ nhân này, có một số việc không thể cùng nàng quá tích cực, bởi vì ngươi khẳng định so bất quá nàng, ngươi chỉ có thể tránh đi, theo, lại vô dụng chính là chơi xấu. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, rửa mặt thu thập chỉnh tề, liền tiên tiến đông phòng, đi nải nải linh trước điểm tam chi hương, đã bái hai bái, hắn không tin quỷ thần, thuyết vô thần giả A, à, nhưng hắn cũng không kháng cự loại này ký thác hoài niệm phương thức. Khương mậu tùng cung cung kính kính mà đem hương cắm thượng, trong lòng nói thầm, nải nải, ngài đến lại giúp ta một lần, phù hộ ta đem tức phụ hống trở về, quay người lại, điền đại hoa cũng vào được, đứng ở hắn bên người hợp tay đã bái bái, tạm dừng một lát, liền trước xoay người đi ra ngoài. Nàng thu thập một chút đi phòng bếp nhóm lửa nấu cháo, một phen gạo trắng một gáo thủy, hai khẩu người, lần đầu tiên nấu ít như vậy cơm, dẫn xài chi, nàng chờ nồi khai về sau liền rút ra hỏa vượng củi gỗ, lưu lại đáy nồi hồng vượng vượng châm dư hỏa than củi, dựa cái này dư ôm là có thể đem gạo nấu lạng. Nàng đứng dậy đi phòng sau, phòng sau một mảnh vườn rau nhỏ, tân giao thu đồ ăn mới nảy mầm, viên biên loại mấy hành bắp, lưu trữ ăn tiên bắp, điền đại hoa bẻ hai cái xanh đậm đại cùi bắp, vừa đi một bên lột đi mấy tầng ngoại da, chỉ để lại một hai tầng mỏng da, sau khi trở về liền tùy tay vùi vào đáy nồi lửa nóng than củi, đi ra phòng bếp, liền nhìn đến Khương Mậu Tùng ở trong sân rèn luyện thân thể, hắn cởi áo trên, chỉ ăn mặc quân quần cùng ngực, cao lớn dáng người như là năm gần đây nhẹ khi nhiều chút cơ bắp, như vậy một so. Khiến cho người ngại hắn tuổi trẻ khi quá gầy hắn tập thể dục buổi sáng, tiểu viện tử cũng không thích hợp chạy bộ, đại để cũng chính là duỗi tay không lưng đá đá chân, đánh hai hạ quân thể quyền hoặc là làm tập hít đất. Điền đại hoa biểu môi, xem thường hắn, mã bộ trác đến còn không bằng bình an, cùng thạch đầu liền càng không thể so. tức phụ nhi, lại đây cùng nhau rèn luyện. Điền đại hoa biểu tình, thích khương mậu tùng rèn luyện trong chốc lát, liền đi múc nước tưới đồ ăn, nửa bên trong viện sáng lập thành vườn rau nhỏ cà tím ớt cây hành lá đậu cô, xanh biếc rau hẹ huề cùng giá thượng mức hương, mới vừa vào thu mùa lớn lên thập phần khả quan. Trong núi nguồn nước thiếu, cũng may lão tổ tông đem thôn còn đâu dãy núi vần quanh vùng núi hẻo lánh, nước ngầm tuy rằng vị trí thấp đảo cũng có thể đánh ra tới, trước kia dùng thủy muốn tới cửa thôn đi chọn. Mấy năm trước Điền Đại Hoa tiêu tiền thỉnh người ở trong nhà đánh một ngụm áp giếng nước, Khương Mậu Tùng dẫn thủy, áp thủy, áp giếng nước kẻo kẹt kẻo kẹt mà vang tiếp mãn một thùng liền đảo tiếng đất trồng rau mương nước nhỏ, này một hàng hành lá tưới đủ, liền đem đằng trước thủy khẩu lấp kín, lại đem tiếp theo hành luống rau thủy khẩu đào khai, hắn làm này hết thảy, điền đại hoa liền lười biến buồn bã yểu xìu mà ngồi ở một bên ghế tre thượng, gì cũng không nghĩ làm, dĩ vãng lúc này nàng ước chừng ở quét rác tưới đồ ăn hoặc là giặt quần áo thu thập, hiện tại trừ bỏ lộng cà lâm vi no chính mình, khác tựa hồ cũng chưa hứng thú, tương đối với dĩ vãng đại gia mồm to nàng nhật tử tự hồ trở nên tùy tính lên, nãy nãy đưa xuống đất về sau, nàng mấy ngày nay đại bộ phận đều là cái này trạng thái, Khương Mậu Tùng biết cấp không được, nữ nhân này tính tình cố chấp đến vài thập niên như một ngày, chỉ có thể bồi nàng chậm rãi thay đổi, đại hoa, ở nhà sao, ai, ở, điền đại hoa đáp ứng một tiếng, đứng dậy đi kéo ra then cửa, tứ thẩm đứng ở ngoài cửa, trong tay bưng cái bạch chén sứ, thấy nàng liền cười nói, đại hoa nha, ta nghe nói ngươi cùng mậu tùng cháu trai đều ở liền tới đây nhìn xem hai ngày này tân im khoai lang đỏ đằng dưa muối xứng cháo ăn ngon ngươi không chê liền cho ngươi điểm nhi ai tứ thẩm ta đang muốn ăn cái này đâu sáng nay nấu cháo trắng xứng cái này đối diện mùi vị là tứ thẩm a khương mậu tùng từ điền đại hoa phía sau thò người ra ra tới cười nói tứ thẩm cũng thật sớm tứ thẩm tiến vào ngồi điền đại hoa tiếp nhận chén lắc mình trước hết mời tứ thẩm tiến vào, tứ thẩm cũng không nhiều khách khí, vào cửa liền lập tức vào đông nhà chính, thấy nãy nãy linh bài trước đã thượng hương, liền hợp tay không lưng đã bái bái, điền đại hoa đem im khoai lang đỏ đằng trang đến nhà mình cái đĩa, đem chén rửa sạch, lại chạy tới phòng bếp thuận tay thịnh một chén ngao đến thơm nước sền sệt cháo, tứ thẩm, ta sáng nay ngao cháo, cho ngươi gia tiểu cháu gái thịnh một chén nếm thử, ai u, như thế nào đưa điểm nhi khoai lang đỏ đằng tới còn đoan một chén gạo trắng cháo trở về đại hoa ngươi cái này kêu tứ thẩm nhưng ngượng ngùng tứ thẩm chính là trong nồi cơm ta lại không hảo chuyên môn đưa đi ngươi đưa gì tới ta không cũng chưa khách khí sơn thôn gạo nhưng tính hiếm lạ vật vùng núi không sản gạo này thời đại liền chỉ có người thành phố có lương du cung ứng chứng có phiếu gạo mới có thể mua được gạo tứ thẩm cũng thói quen điền đại hoa một nhà làm người liền tiếp nhận chén nói đi về trước lâm ra cửa khi lôi kéo điền đại hoa nói, đại hoa nha, ngươi xem, bà cố nội 90 tuổi, thanh thản ổn định đi rồi, chính ngươi muốn khuyên khuyên, ngươi cùng mậu tùng cũng đừng buồn ở trong nhà, khó được mậu tùng ở nhà trụ chút thời gian, nhà các ngươi cũng không gì việc nhà nông nhi, ngươi bồi hắn đi ra ngoài đi một chút, lên núi đi dạo, ai, đã biết tứ thẩm. Tiếp lời đáp ứng lại là Khương Mậu Tùng, hắn đứng ở Điền Đại Hoa phía sau, mỉm cười nói, ta hôm nay đang định bồi đại hoa lên núi tán tán đâu có lẽ ba ngày liền không ở nhà nếu là trong nhà có gì sự ngài giúp chiếu ứng một chút ai hành tứ thẩm đáp ứng cầm chén liền đi rồi trở về đại khái lại muốn cùng tứ thúc lải nhải ngươi xem nhân gia mậu tùng hai vợ chồng nhiều năm như vậy còn như vậy ân ái gạo trắng cháo thiêu cùi bắp ngon miệng im khoai lang đỏ đằng còn có nhà mình làm cây xào tiểu dưa muối rất đại bàn gỗ thượng hôm nay cũng chỉ có bọn họ hai người hai người nép một bên ngồi ăn cơm sáng, Điền Đại Hoa uống quang trong chén cuối cùng một ngụm cháo, hỏi hắn, tối hôm qua cùng ngươi nói sự tình đâu, sự tình gì, Điền Đại Hoa mặt vô biểu tình mà xem hắn, không riêng chơi xấu, còn học được giả ngu, Nga, ngươi nói, ly hôn a à. Khương Mậu Tùng ở nàng khiển trách dưới ánh mắt thản nhiên gấp một cây dưa muối ti bỏ vào cháo trong chén, cười cười nói, ta không đều theo như ngươi nói sao, không có cửa đâu, Điền Đại Hoa nhịn không được ngó hắn, tức phụ nhi, ngươi xem, ngươi nhất phân rõ phải trái người, chúng ta tới nói một chút đạo lý. Hắn một bên lấy chiếc đũa dảo trong chén cháo, một bên nói, về tình về lý, việc này đều không thể, với tình, nãy nãy mất đều còn không có ra năm bảy, ngươi lúc này liền một chân đem ta đạp, cũng không sợ ta đi nãy nãy linh trước khóc đi, nói nữa, chúng ta hai cái nghi tử, hảo hảo người một nhà, thạch đầu còn không có cưới thượng tức phụ, bình an còn nhỏ mới 13 tuổi, ngươi muốn thật đem ta đạp, kia bọn họ hai cái nên khóc, ngươi không thể như vậy vứt bỏ chúng ta. Với lý đâu, hắn uống một ngụm cháo, thực thiếu tấu gương mặt tươi cười nhìn nàng nói, với lý ta không đồng ý, ta không đồng ý, việc này liền không khả năng. ngươi đừng lại cùng ta nói cái gì ly hôn cưới đại cô nương, ta có tật xấu a, à, ta tức phụ tốt như vậy, ta thích nàng ái nàng còn không kịp, ta muốn cái đại cô nương, hấp vẫn là thịt kho tàu. Về tình về lý, ta làm gì muốn ly hôn a, à, tức phụ nhi đời này ngươi cũng đừng suy nghĩ điền đại hoa vô ngữ nửa ngày phát hiện nàng lấy như vậy khương mậu tùng quả thực không có biện pháp nhìn hắn rất tưởng đánh người cảm giác khương mậu tùng liền ở điền đại hoa tưởng đánh người trong ánh mắt thông dong uống hết trong chén cháo còn không nhanh không chậm uống ngụm trà súc miệng hắn môn chiếc đũa lại bỗng nhiên chính xác nói đến tức phụ nhi ngươi xem ngươi vài lần nói qua ngươi tính tình cường thế ngươi làm không được dịu ngoan săn sóc chúng ta đây tới thảo luận một chút ta muốn một cái dịu ngoan săn sóc nữ nhân làm cái gì, chúng ta cái này ra, nếu không phải ngươi, thay đổi ta cưới chính là một cái dịu ngoan săn sóc tiểu nữ nhân, ta thượng chiến trường, ta quân vụ vội, trong nhà này một đại sạp, nàng căng đến lên sao. Ta thật cưới cái như vậy tiểu nữ nhân, cũng đừng nói chuyện gì nhân sinh cái gì sự nghiệp, chúng ta cái này ra, sinh hoạt ta còn không được mệt chết, ngươi không biết ta có bao nhiêu may mắn, ta cưới một cái có thể cùng ta sống vai đi trước thê tử một cái ghê gớm nữ nhân, thậm chí là ta ở đuổi theo nàng bước chân, ta lại không phải tảng đá, chúng ta kết hôn đều 25 năm, tuy rằng phân biệt thời gian rất nhiều, nhưng chúng ta cùng nhau sinh hoạt cũng có 16-7 năm không tách ra đi, ta cưới tốt như vậy nữ nhân, ta như thế nào sẽ không yêu, như thế nào sẽ không cảm tình. Chính là ta khô cằn cùng ngươi nói, điền đại hoa ta yêu ngươi, ta thật sự thích ngươi, ngươi tin sao, không lương tâm nữ nhân, chúng ta mấy năm nay, không phải rõ ràng quá đến khá tốt sao ta đối với ngươi không tốt vẫn là làm ngươi chỗ nào có ý kiến có ngươi liền nói cho ta ta sửa hành đi trước kia trong nhà này ngươi luôn là ở vội luôn là ở nhọc lòng nhọc lòng cái này nhọc lòng cái kia hiện tại bọn họ đều lớn nên thành gia nên lập nghiệp bọn họ cũng đều có chính mình nhật tử nãy nãy hiện giờ cũng không còn nữa ta còn đang nghĩ ngợi tới chúng ta hai vợ chồng cũng nên hảo hảo quá quá thuộc về hai chúng ta chính mình nhật tử nghĩ hảo hảo bồi bồi ngươi chúng ta tổng nên còn có vài thập niên lẫn nhau làm bạn ngày lành đâu lưu sư trưởng trước kia nói qua hảo nữ nhân không nhiều lắm đụng phải lấy mệnh đau ta liền nghĩ ta phải hảo hảo đau đau ta tức phụ hảo hảo bồi thường hảo sao lúc này ngươi bỗng nhiên nói muốn ly hôn chính ngươi nói thay đổi ngươi là ta ngươi có thể hay không đáp ứng ngươi lần này đem ta dọa muốn chết tâm đều nên có ta ngày thường, ước chừng là cái không quá đi biểu đạt cảm tình người, hài tử đều như vậy lớn, nhưng hôm nay chúng ta cũng nói vài câu đào tâm qua tử nói, nhiều năm như vậy phu thê, chúng ta hai cái đi đến hôm nay dễ dàng sao, ngươi nói cái gì đều hảo, nói cái gì đều được, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng ly hôn, tưởng đều không cần tưởng, ngươi tính tình này, sợ cũng không ai so với ta càng hiểu biết, ta nói này đó, ngươi nghe đi vào cũng hảo, không nghe đi vào cũng thế tin cũng hảo không tin cũng thế, dù sao chúng ta nhật tử còn trường đâu, chúng ta hảo hảo quá, hắn một đêm khó miên, thật sự suy nghĩ rất nhiều. Điền đại hoa bị hắn lời này nói, trố mắt một lát, có chút xuất thần, bọn họ hai vợ chồng, giống như lần đầu tiên ở phương diện này giao lưu nhiều như vậy, chương 94 cáo già, tức phụ nhi, lão phu lão thê, về sau nhưng đừng nhắc lại ly hôn hai chữ, được không? Ngươi nếu là nhắc lại, hắn nghĩ nghĩ, thật sự cũng không có gì có thể uy hiếp nàng, suy nghĩ nửa ngày đành phải tự dễu mà cười nói, ngươi nếu là nhắc lại, ta bộ xương già này, không cấm dọa, hắn từ bàn ăn bên đứng lên, thản nhiên mà cười kéo tay nàng, được rồi, đi thôi, không phải nói tốt hôm nay cùng nhau lên núi giải sầu sao. Đi, thu thập một chút lên núi, nói tốt, ngươi dạy ta dùng thạch đầu đánh gà rừng, điền đại hoa mãn tâm tư tự, bị hắn lôi kéo đi ra vài bước, mới hồi phục tinh thần lại, ai một tiếng hỏi, ta khi nào đáp ứng giáo ngươi, không giáo, không giáo. Điền Đại Hoa nói, ta nhưng không tính toán thu đồ đệ. Ngươi như vậy bổn, tay bổn đến theo hầu nha tử dường như, ta mới không giáo ngươi đâu. Khương Mậu Tùng dừng lại chân, nhớ mày nhìn nàng cười, hắn hôm nay chỉ xuyên quân trang quần cùng sơ mi trắng, tươi cười có vẻ phá lệ ấm áp, cười bỗng nhiên để sát vào nàng nói, tức phụ nhi, ta mang theo thương, ngươi không phải vẫn luôn muốn học sao lúc này nhàn rỗi chúng ta đi xa điểm nhi tìm cái thích hợp địa phương ta dạy cho ngươi bắn súng có đi hay không Điền Đại Hoa nhìn hắn quả thực kháng cự không được này dụ hoặc a à. vậy như vậy định rồi ta dạy cho ngươi bắn súng ngươi dạy ta dùng thạch đầu đánh gà rừng ai cũng không được tàn tư được chưa Khương Mậu Tùng vẽ mặt thực hiện được ý cười lôi kéo nàng vừa đi vừa nói chuyện chạy nhanh thu thập một chút liền đi ta nhưng đã nhiều năm không lên núi đi chơi Điền Đại Hoa bị hắn lôi kéo ra cửa, nhìn không được nói thầm một câu, cáo già, này chỉ cáo già lên núi, liền bắt đầu kiên quyết dựa vào tức phụ, nếu muốn bắn súng, phải rời đi thôn xa một chút, miễn cho tiếng súng quấy nhiễu người. Điền Đại Hoa ở núi sâu rừng già tử quen cửa quen nẻo, lật qua thôn tây đỉnh núi, xuyên qua một mảnh sơn cốc, tìm một chỗ vách núi hạ địa phương, kỳ thật thật cũng không cần, sơn gian cũng thường xuyên có thợ săn hoạt động, cũng sẽ dùng súng săn, lại nói rừng rậm chỗ sâu trong sơn gian tiếng gió từng trận thanh âm vốn dĩ liền sẽ không truyền thật sự xa điền đại hoa chỉ là càng thích không bị quấy rầy yên lặng chỗ tới rồi một tảng lớn tương đối bình thản địa phương nguyên sinh cây cối không có như vậy mật nàng dừng lại duỗi ra tay thương cho ta khương mậu tùng nhướng mày không cần hắn giáo liền biết nghe lời phải mà khẩu súng cho nàng điền đại hoa cầm ở trong tay thưởng thức trong chốc lát chính mình mở ra bảo hiểm Ngươi thật sự sẽ dùng, toàn gia đều tham gia quân ngũ, không đạo lý ta liền thương đều sẽ không đánh, không đánh quá tổng nên là gặp qua đi, cũng chính là chuẩn không chuẩn mà thôi, nàng cân nhắc trong chốc lát, nhìn trên vách núi quả dại, hỏi hắn, ta có thể đánh sao, ngươi. Nếu không liền thử xem, sau đó nàng nhắm chuẩn, súng vang, trên vách núi quả dại không có động tĩnh, nàng chính mình lại bởi vì thương lực phản chấn chấn một chút tay, nhíu mày, nhìn vách núi vẻ mặt ảo não đổi nàng dùng thạch đầu tạp cũng không thể như vậy mất mặt đi. Ha ha ha, Khương Mậu Tùng không nín được cười rộ lên, hắn rốt cuộc có giống nhau có thể ở tức phụ trước mặt có thể kiêu ngạo một chút, hắn từ nàng trong tay lấy quá thương, giơ tay, nhắm chuẩn, tiếng súng vang quá, một chi sơn hồng quả theo tiếng hạ xuống, điền đại hoa ảo não, có cái gì hảo đắc ý, ta phải làm binh, nhất định có thể đương tay súng thiện xạ, hai người ở trong sơn cốc tiêu ma một buổi sáng thời gian, hắn giáo nàng bắn súng, Đương nhiên một chốc một lát giáo không ra tay súng thiện xạ, thương pháp tổng không phải một ngày hai ngày luyện thành, nhưng mà nàng rốt cuộc học xong dùng thương, đánh mục tiêu lớn một chút đồ vật không thành vấn đề, nhưng Khương Mậu Tùng chính mình lại không học được nàng phi thạch kỹ năng, hắn thử một lần lại một lần, rõ ràng xem nàng đơn giản mà tùy tay một ném, nhưng đến phiên hắn, ném văng ra tiểu thạch đầu lại không nàng xa, càng thêm không có như vậy chính xác, giống như sư phó cũng không phải rất tưởng dạy hắn, ngại hắn bổn nói cũng không phải một ngày hai ngày công phu. Khương Mậu Tùng Tổng cảm thấy, tức phụ rất có trả thù nàng bắn súng mất mặt hiềm nghi, hai cái đều không tính là rất cao minh sư phó cùng đồ đệ, ở chung hình thức ước chừng càng giống hai cái cùng nhau vào núi chiến đội, hai người ở trong núi lưu lại, giữa trưa thời điểm tìm một chỗ hồ nước, hồ nước thập phần mát lạnh, bọn họ ngồi ở đàm biên dưới bóng cây ăn chút mang đến mặt bánh cùng thải quả dại, sơn quả nho chua ngọt ngon miệng, thời tiết này đang lúc ăn ngon, còn có đèn lồng quả, đường lê, ngũ vị tử cùng cẩu kỷ tử cũng chính, mà Khương Mậu Tùng một thương đánh hạ sơn hồng quả, lúc này còn không có thục thấu, toan đến ai cũng không dám ăn. Trong núi người, đối này đó quả dại đều rất quen thuộc, ai, tức phụ nhi, ngươi nói chúng ta đánh một con gà rừng, ở chỗ này nhóm lửa nướng ăn thế nào? Khương Mậu Tùng đột phát kỳ tưởng, liền bắt đầu nóng lòng muốn thử, nướng không thân, bên ngoài hồ bên trong không thân. Củi gỗ Minh hỏa nướng không đều đều, người nướng quá. Khương Mậu Tùng nhướng mày không tin, nói: vậy ngươi khẳng định là không có đủ kiên nhẫn, hỏa hậu nắm giữ đến không tốt. Ta khi còn nhỏ nướng chim sẻ, nướng rất khá a, à, rất thơm. Điền Đại Hoa tưởng nói, đời trước nướng quá, thật sự nướng đến đen như mực không thể ăn a, à, ngẫm lại vẫn là tính, nói hắn cũng không tin. Nàng Thản Nhiên nói, chim sẻ cùng gà có thể so sánh sao, chim sẻ mới bao lớn? thợ săn ở trong núi ăn gà rừng thỏ hoang không phải nướng, ngươi nghe ai nói dùng củi gỗ hỏa trực tiếp nướng. Đều là chắc hẳn phải vậy, giống nhau đều là dùng đại lá cây bao lên, tốt nhất lại bọc một tầng bùn, trên mặt đất đào cái hố vùi vào đi, sau đó bên trên nhóm lửa, thời gian muốn trường một ít, gà là có thể chín, chúng ta đây đánh một con tới làm, phiền toái. Nàng không có hứng thú mà xoay người, ngươi lại không phải không ăn no, này nhập thu núi rừng khô ráo hôm nay còn có phong, một không cẩn thận bốc cháy lên sơn hỏa, chỉ sợ cũng đem ngươi đương gà nướng nướng chín, hảo đi, nghe nàng vừa nói, Khương Mậu Tùng đành phải thôi, ăn vài thứ, nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trên cỏ nghỉ ngơi, Khương Mậu Tùng liền dựa gần nàng nằm ở bên cạnh, sau đó hắn duỗi tay bản nàng bả vai, tưởng đem nàng sau này vặn ngã, không thành công, liền cười nói, đại hoa, ngươi nằm xuống thử xem, cũng thật thoải mái. Điền đại hoa quay đầu xem hắn, thật thoải mái thật vui mừng bộ dáng, vì thế nàng sau này nằm đảo, hai người song song nằm ở trong rừng trên cỏ, vối xuống tay, hưởng thụ như vậy khó được nhàn nhã yên lặng, lặng lặng nằm trong chốc lát, Khương Mậu Tùng lại đi nhìn lên, nàng nhắm mắt lại, thế nhưng ngủ rồi, nàng này trận, thật là mệt mỏi, cảm xúc cũng hạ xuống, hôm nay vào sơn lúc sau, học bắn súng, thải quả dạy cả người tự hồ khuyên, thả lỏng rất nhiều, Khương Mậu Tùng không cấm mỉm cười khi còn nhỏ hắn ở trong núi lớn lên, đại nhân giống nhau đều sẽ báo cho tiểu hài tử, không cần ở núi rừng nằm trên mặt đất ngủ, ngủ rồi không biết, có lẽ liền sẽ tới cái gì đáng sợ đồ vật, giả thú, hoặc là xà trùng, chính là nàng, giống như trời sinh liền cùng này núi rừng phù hợp, vào sơn đảo như là so ở bên ngoài còn thả lỏng lại, cũng có lẽ, bên người người vẫn là làm nàng cảm thấy kiên định tín nhiệm. Khương Mậu Tùng hy vọng có nguyên nhân này ở bên trong. Khương Mậu Tùng lại không thể hoàn toàn yên tâm ngủ, liền ngồi dậy, thủ nàng làm nàng ngủ, nhìn nàng ngủ nhang, mặt mày thanh tú, ngủ quan tinh xảo dễ coi, không cấm nhất thời xem đến có chút xuất thần, hắn có bao nhiêu lâu không như vậy nhìn kỹ quá nàng. Bọn họ hai vợ chồng lại có bao nhiêu lâu, không có thể như vậy đơn độc ở chung làm bạn. Còn Hảo, năm tháng tỉnh Hảo, bọn họ còn có tương lai nhật tử, Khương Mậu Tùng kỳ thật ở do dự mà, muốn hay không cùng nàng nói nói chuyện tiểu lâm, nói nói chuyện năm đó kia sự kiện, năm đó kia sự kiện, luôn là cái ngật đáp, mấy năm nay ước chừng ma đến phai nhạc một ít, nhưng như cũ tồn tại, chính là. Như thế nào nói? Có thể hay không ngược lại dắt nàng trong lòng những cái đó không mau, năm đó, hắn kỳ thật, cũng không phải cỡ nào thích cái kia tiểu lâm, chỉ là ở hắn bị thương nặng suy yếu. Chính mình cũng không biết có không giữ được một cái mệnh thời điểm, Tiểu Lâm trùng hợp xuất hiện ở hắn bên người, tỉ mỉ chăm sóc, nóng cháy ái mộ, tuổi trẻ nữ tử săn sóc dịu ngoan cho hắn lưu lại hảo cảm, hắn cũng liền yếu ớt tiếp nhận rồi. Nhưng mà Khương Mậu Tùng giờ phút này mang theo vài phần tự mình chán ghét thừa nhận, việc này, căn bản chính là chính hắn trách nhiệm, không có Tiểu Lâm, có lẽ cũng sẽ có Tiểu Trương Tiểu Lý vẫn là ai, bởi vì hắn lúc ấy, giống như lúc đó rất nhiều người giống nhau, quản gia hương lệnh của cha mẹ lời người mai mối thê tử coi là cũ hôn nhân. Bọn họ hai người vốn dĩ liền không có cái gì cảm tình cơ sở, hôn sau ngắn ngủn ở chung thời gian, căn bản không đủ cho nhau hiểu biết, hắn vừa đi 7 năm, thậm chí đều không thể nào biết nàng hay không còn ở, hay không đã tái giá hoặc là rời đi, mà đối với khi đó tuổi trẻ tâm cao hắn tới nói, muốn cùng cái cũ hôn nhân thê tử, hơn nữa vẫn là một cái chữ to không biết, tư tưởng lạc hậu kiểu cũ nữ tử cộng độ cả đời, hắn không nghĩ, vì thế hắn tưởng, nàng nếu là đã rời đi khương gia, khi vừa lúc, ai cũng không trách ai, nếu nàng còn ở, vậy ly hôn đi, nàng tái giá thì thôi, không muốn tái giá, nàng đại có thể lưu tại cái này gia tiếp tục sinh hoạt đi xuống, hắn cũng sẽ phụ trách chiếu cố cung cấp nuôi dưỡng nàng sinh hoạt, sẽ không làm nàng áo cơm vô, ly hôn nữ tử ở ngay lúc đó niên đại, thường thường không muốn tái giá, nhà mẹ đẻ cũng chưa chắc tiếp nhận, nếu không người hỏi đến, đích xác rất khó sinh hoạt đi xuống, thậm chí có những cái đó bởi vì vào thành chồng trước tỏ vẻ nguyện ý cung cấp nuôi dưỡng, bởi vì nhà chồng tiếp tục thu lưu, còn sẽ trong lòng cảm kích. Làm nhà trai, thậm chí bị cho rằng nhân nghĩa, trước cuộc ở ngay lúc đó niên đại, này hết thảy tự hồ đều là như vậy thuận lý thành chương, vì thế hắn cứ như vậy một bước hành kém, cả đời, chính mình cho chính mình đào cái nhảy không ra hố. Nàng trước nay, liền không phải một cái bình thường nữ tử, lại sao lại, nàng cường thế, chính hắn dao động ấy nấy, nãy nãy anh Minh, rốt cuộc cho hắn bảo toàn cái này hoàn chỉnh ấm áp da, bỗng nhiên quay đầu, hắn trừ bỏ may mắn, trừ bỏ may mắn, thật sự cũng chỉ dư lại hối hận, nhán lên nhiều năm như vậy, bọn họ cùng nhau đi qua năm tháng, đi qua sinh hoạt chua ngọt đắng cay, hắn liền như vậy, từng bước một yêu chính mình thê tử, cảm tình cũng hảo sinh hoạt cũng thế, ái, không rời đi, liền tuyệt không chịu buông tay. Tựa như một người không muốn đi bóc chính mình xấu xí vết sẹo, hắn cũng không muốn nhắc tới này đó chuyện cũ, hắn thậm chí cũng không biết nên như thế nào đi theo nàng giảng, có thể hay không càng chọc nàng sinh khí, hắn như thế nào phân tích chính mình a? À? nói ta lúc trước chính là ghét bỏ ngươi là cái chữ to không biết kiểu cũ nữ tử. Niên thiếu kinh cuồng, rất tưởng trừ chính mình một bạc tai cảm giác, mà nữ nhân này, nàng kia độc đáo cường thế tính tình, nàng giống như không có tâm dường như, tựa như nàng chính mình nói như vậy, nàng cũng không có nhiều để ý hắn hắn dùng 17 tám năm thời gian, một chút một chút, chính mình cảm thấy, rốt cuộc đêm tức phụ che nhiệt, nhưng vừa chuyển mặt, nàng một câu tưởng ly hôn, liền đem hắn đánh hồi nguyên hình, ánh mặt trời loan lỗ mà xuyên thấu qua lâm ấm chiếu xuống tới, chiếu vào trên người nàng, chiếu nàng trầm tĩnh ngủ nhan, cũng chiếu vào khương mậu tùng trên người, hắn hiếp lại con mắt, thản nhiên than thở, dù sao cả đời này, người trước bình tĩnh cẩn thận hắn. Là hoàn toàn thua tại tức phụ trong tay, tài liền tài đi, tài đến còn rất cam tâm tình nguyện, thích thú. Điền đại hoa thả lỏng mà nghỉ ngơi trong chốc lát, liền tỉnh lại, trợn mắt thấy Khương Mậu Tùng ngồi ở bên người nàng thủ. Hai người đi hồ nước rửa mặt, nhìn Thái Dương ngã về Tây, liền chậm rì rì du đảng trở về đi, trên đường thuận tay đánh chỉ gà rừng, điền đại hoa ném cục đá đánh, giơ tay lên, gà rừng liền ngã xuống trên mặt đất, phành phạch lăn ở trong rừng dãy dụa. Khương Mậu Tùng chạy tới bắt được, quyết định buổi tối phóng một phen thanh ớt cây đỏ làm sao hai người một đường xuống núi, về nhà, một cái nhóm lửa một cái làm cơm chiều, ở trên núi một ngày, liền có chút mệt mỏi, sắp ngủ trước cấp nải nải linh trước trở lên ba nén hương, về phòng phao chân ngủ, nằm ở trên giường điền đại hoa cân nhắc, nàng hôm nay, giống như sự tình gì bị mang oai, chương 95 cô độc, nàng hôm nay, giống như sự tình gì bị mang oai. Nhưng mà Điền Đại Hoa cũng không tốn nhiều cái gì tâm tư suy nghĩ, hiện tại trong nhà liền dư lại nàng cùng Khương Mậu Tùng hai người, không ai muốn nàng quản, nhật tử liền trở nên tùy tính lên, đói bụng liền ăn, mệt nhọc liền ngủ, liền đơn giản như vậy. Hơn nữa bởi vì tự cấp nải nải giữ đạo hiếu, còn ở áo đại tang, buổi tối hai vợ chồng tuy rằng ngủ một cái giường, nam nhân lại cũng tương đối an phận, trừ bỏ kiên trì nhất quán ôm nàng, động bất động còn thói quen tính mà vỗ vỗ hống hống, liền từng người ăn ý mà an tâm nghỉ ngơi. Địa phương lão phong tục, nói lão nhân sau khi qua đời có một đoạn thời gian, linh hồn còn lưu tại nhân gian, bởi vì luyến tiếc người nhà cùng con cháu, không yên tâm, còn sẽ tại thế gian dừng lại, còn sẽ trở về nhìn xem, phải chờ tới năm bảy lúc sau, mới có thể hoàn toàn rời đi. Cho nên, năm bảy trong vòng vẫn là áo đại tang, còn đều là để tang, cho nên này trận, cơ hồ toàn bộ thôn nữ nhân trên đầu đều mang một đóa vải bố trắng điều hoa nhung, ra năm bảy mới có thể trừ hiếu, liền không tính áo đại tang. Nhưng là trí thân người nhà vẫn là phải có chút mặt khác quy củ, tỷ như ba năm nội không thể làm hỷ sự, tết nhất lễ lạc không thể dăng đèn kết hoa phóng pháo, liền câu đối đều không dán, cũng bởi vậy, Khương Mậu Tùng một câu nãy nãy đều còn không có ra năm bảy, ngươi liền tưởng vứt bỏ chúng ta, cũng thành công mà làm điền đại hoa không nhắc lại ly hôn đề tài, nàng là cường thế, chính là trước nay cũng đều lý tính thông minh, Khương Mậu Tùng thân phận, hắn cái này quân chính ủy nếu là không đáp ứng ly hôn, cùng nàng chết truyền chơi xấu. Nàng cường thế nửa sợ cũng làm không được, Điền Đại Hoa yên lặng mà tưởng, người nào đó không phối hợp, thái độ kiên quyết không muốn, nàng lại kiên trì đi xuống, nháo khai, có thể hay không kế tiếp chính là cả nhà ra trận, toàn quân là địch, rốt cuộc kia chỉ cáo già người ở bên ngoài trong mắt săn sóc ôn nhuận tính tình hảo, hảo nam nhân A, phát động cả nhà trang đáng thương sự tình hắn không phải làm không được, tưởng tượng đến chú em cô em chồng nhi tử cháu trai, một đống lớn người nước mũi nước mắt mà chạy tới khuyên nàng, Điền Đại Hoa liền mặt danh có điểm túng phiền toái. Huống hồ Khương Mậu Tùng những lời này đó cũng làm nàng có một ít xúc động, như vậy nhiều năm phu thê, hoàn toàn không xúc động, đó là cục đá người. Đồng hồ sinh học cư nhiên không có tác dụng, điền đại hoa phá lệ ngủ lười giác. Chờ nàng tỉnh lại khi, đã mặt trời lên cao, nàng nằm ở trên giường giật giật, bỗng nhiên minh bạch vì cái gì thạch đầu cùng bình an như vậy ái ngủ nướng, nghĩ nếu không câu nệ quản, bọn họ liền dùng sức ngủ, ngay cả mậu lâm mỗi lần tham gia trở về cũng đều liều mạng mà, mà ngủ nướng. Cũng thật thoải mái, nàng đứng dậy đi rửa mặt một chút, tiên tiến đông nhà chính, đi vào liền nhìn đến nải nải linh vị trước đã bốc cháy lên tam nén hương, thuốc lá lượng lờ tường hòa yên lặng, điền đại hoa liền đã bái bái, đứng đó một lúc lâu, từ trong phòng ra tới, sau đó theo động tĩnh hướng trong phòng bếp duỗi đầu nhìn xem, đi lên. Khương Mậu Tùng chăm sóc trong nồi củi gỗ hỏa, thấy nàng liền cười cười nói, nấu cháo đậu đỏ, đậu đỏ nại nấu, nhiều nấu trong chốc lát, ta làm mặt cơm không được, nếu không ngươi lạc cái mạch bánh, vẫn là đáy nồi hạ thiêu cái khoai lang đỏ bất việt nhi, ta uống cháo, không ăn khác, ngươi tùy tiện, ta đây muốn ăn thiêu khoai lang đỏ, còn sợ ngươi sáng sớm không yêu ăn đâu. Khương Mậu Tùng liền đi phòng bếp một góc sọc chọn hai cái lớn nhỏ vừa phải khoai lang đỏ, nhỏ hỏa vượng dễ dàng biến ngạnh thiêu hồ, quá lớn thiêu không thân. Điền Đại Hoa nhìn hắn, hắn ăn mặc quân quần cùng sơ mi trắng, nhìn dáng vẻ rèn luyện qua, ánh lửa chiếu rọi hạ cái trán hơi có hãng ý nhưng là tại đây ở nông thôn cục đá cỏ tranh hẹp hòi phòng bếp nhỏ lại không có vẻ đột ngột điền đại hoa khóe miệng cong cong xoay người trở về chán đến chết cảm giác đơn giản lại bò lên trên giường ngủ đã ngủ đủ ngủ không được liền nằm xem nóc nhà xà nhà như thế nào lại ngủ khương mậu tùng rửa mặt lấy khăn lông xoa mặt tiến vào kêu nàng lên hoạt động một chút chuẩn bị ăn cơm điền đại hoa không phản ứng lại vẫy tay kêu hắn lại đây. Khương Mậu Tùng đi qua đi, ngồi ở mép giường nhìn nàng biến nhát mà ngủ nướng, không biết như thế nào lại cảm thấy trong lòng một trận thỏa mãn, cười hỏi nàng, làm sao vậy, ta nghĩ đến sự tình. Nàng nghiêng người ghé vào gối đầu thượng nói, nãy nãy này vừa đi, trăm ngày hiếu trong vòng. Chúng ta thạch đầu là khả năng không lớn yêu đương kết hôn, vậy muốn lại chờ ba năm, ít nhất lại chờ ba năm hắn mới có thể cưới thượng tức phụ, ân. Khương Mậu Tùng gật đầu, sách một tiếng nói, kia hắn đã có thể 27, 28 tuổi, ai, người nói tiểu tử này ngày thường cũng không túng nha, cũng không xấu cũng không ngu ngốc, như thế nào tìm cái đối tượng liền như vậy ma kỹ, nhọc lòng ngoạn ý nhi, đích xác không xấu cũng không ngu ngốc, một mét tám nhiều vóc dáng cao, lại đỉnh bạc lại xoái, văn võ song toàn, vẫn là trường quân đội tốt nghiệp hải quân quan quân. Điền đại hoa trong lòng đem đại nhi tử ưu việt điều kiện nhắc mãi một lần, nói một câu rất nhiều đương mẹ nó đều nói qua nói, người khác cùng hắn lớn như vậy, hài tử đều sẽ chạy, chính là thạch đầu tìm đối tượng đích xác có chút ma kỹ, cũng là có khách quan nguyên nhân, hắn phía trước thượng trường quân đội, tàu chiến học viện, nghe nói toàn ban thuần một sắc hán tử, hiện tại ở hải quân, khẳng định lại thường xuyên ở trên biển, tiểu tử này tự hồ liền không nhiều ít cơ hội tiếp xúc nữ hài tử, đi theo ai xử đối tượng. Lại nói tân phân đến bộ đội phục dịch, bộ đội là cái có quy củ địa phương, cũng không cho ở nơi dừng chân yêu đương cũng bởi vậy chức nghiệp quân nhân tình yêu và hôn nhân tuổi phổ biến thiên đại nhưng là tuổi đủ rồi trong nhà đảo có thể suy xét cho hắn giới thiệu cái đối tượng này liền lại nói đến cái thứ hai vấn đề thạch đầu đối tượng nên ở đâu tìm ở hắn bộ đội nơi dừng chân bên kia tìm liền bọn họ như vậy bộ đội tàu chiến cả ngày ở trên biển tiếp xúc ngoại giới quá ít hắn lại không phải dân bản xứ thật sự cơ hội rất ít cho dù có người nhọc lòng giới thiệu, cũng không dễ dàng đụng tới thích hợp. Ở quê hương bản địa tìm, nhưng thật ra một vơ vét một đống vừa độ tuổi cô nương, chính là liền gặp phải Mậu Lâm lúc trước vấn đề, một chốc một lát không thể tùy quân. Hơn nữa cùng Mậu Lâm còn bất đồng, Thạch Đầu là hải quân, liền tính đạt tới phó doanh cấp, có thể mang người nhà tùy quân. Kỳ kỳ thật cũng chính là nhà gái đổi cái địa phương ở riêng, bởi vì hắn bình thường đại bộ phận thời gian đều ở trên biển, cho nên Thạch Đầu đi bộ đội về sau trong nhà cũng từng phải cho hắn giới thiệu quá đối tượng, tiểu tử này chính mình liền không như thế nào suy xét, đều cấp giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo có lệ đi qua, thật đúng là cái nhọc lòng ngoạn ý nhi, nếu có thể tìm cái cùng hắn ở bên nhau nữ quân nhân thì tốt rồi. Điền đại hoa nói thầm, tốt nhất tìm cái một cái trên thuyền, ha, ngươi biết một cái tàu chiến thượng tổng cộng có thể có mấy cái nữ đồng chí sao? Nam tử hán địa bàn Khương Mậu Tùng bình tĩnh mà đánh mất nàng ý tưởng, thật khả năng không lớn, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng nha, liền tính là, còn không được nàng ngẫm lại. Điền Đại Hoa biểu tình trung thực biểu đạt ra nàng nội tâm, ta muốn con dâu a. Hại, ngươi nhọc lòng như vậy để làm gì? Ngươi nhìn xem mậu Lâm cùng phúc nữ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, duyên phận tới rồi không cần ngươi quản, kia tiểu tử ta xem chính mình chủ ý cũng không nhỏ, tùy hắn đi thôi, chính hắn không vội mà cưới vợ, thật muốn đánh quan côn mới hảo đâu hắn duỗi tay kéo nàng lên, một bên kéo một bên quở trách, lên ăn cơm, liền tính ngủ nướng, kia cũng đến ăn chút nhi đồ vật ngủ tiếp đi. Điền đại hoa bị hắn kéo tới, thu thập một chút ăn cơm sáng, cháo đậu đỏ xứng hai dạng tiểu dưa muối, nghe trong tay hắn thiêu khoai lang đỏ rất thơm, lại ăn non nửa cái, liền bắt đầu cấp hôm nay tìm việc làm, điền đại hoa suy nghĩ một vòng, quyết định lên núi thải hoang dại một nhĩ, hạ thu chi giao, tuyệt đối là thải một nhĩ hảo thời cơ thải một nhĩ đi bắc sơn bắc sơn lên núi dân đốn củi nhiều đặc biệt liều lĩnh kia mấy năm hô to khai sơn tạo điền chém trên núi không ít cây rừng ở trong núi lưu lại rất nhiều cọc cây đoạn một cùng gỗ mục thời tiết này liền sẽ mọc ra rất nhiều một nhĩ đen vì thế hai vợ chồng một người bối một cái giỏ mây thời tiết này đang lúc thu hoạch vụ thu bắt đầu người miền núi nhóm phần lớn ở vội ngoài ruộng việc nhà nông lên núi thải một nhĩ người rất ít vì thế liền phát hỏa này hai vợ chồng ở trên núi một mâm hoàng lại là cả ngày, lại thải một nhĩ lại đương chơi, một nhĩ còn chọn đại thải, giữa trưa mang theo bánh quy, thuận tay lại thải mấy cái quả dại giải quyết cơm trưa. Chờ đến thái dương rơi xuống Tây Sơn, hai người từ Sơn Thượng Hạ tới khi, liền một người bối một sọc mới mẹ hái xuống một nhĩ đen. Tiên một nhĩ cần thiết trải qua phơi nắng, buổi tối tìm ra hai trương chiếu trúc phô ở không đông sương phòng, đem thải tới một nhĩ mở ra miễn cho che, thứ này hảo phơi nắng, chờ ngày mai thái dương vừa ra phơi thượng một hai ngày, cũng liền không sai biệt lắm, cất vào trong túi thu hồi tới, xào rau rau trộn làm canh làm nhân, ăn ngon, lộng xong rồi, Điền Đại Hoa nói, ngày mai lại đi thải, ngươi có thể ăn nhiều ít nha. Này còn chưa đủ ngươi ăn. Thương Mậu Tùng bật cười, ta năm ngoái thải so cái này nhiều hơn. Ngươi xem một đại sọt, phơi khô liền không nhiều ít, cái này lại ăn không xấu, lưu đủ nhà mình ăn, cấp mậu lâm bọn họ gửi một bao, cấp lưu sư trưởng bọn họ gửi một bao, mua đều không dễ dàng mua được đâu. Có đôi khi ngươi đã đến rồi đường xa lão chiến hữu gì đó, còn sẽ cho mang lên một bao, ân, ừ, kia ngày mai ta liền lại lên núi thải, liền hái hai ngày một nhĩ đen, Khương Mậu Tùng lại nói muốn ăn rau dại, trên núi mùa xuân rau dại nhiều nhất, thật nhiều loại rau dại, người miền núi đều có thể thuộc như lòng bàn tay, trước mắt là mùa thu, rau dại không nhiều như vậy, khá vậy có như vậy vài loại ứng quý ăn ngon cây tể thái đã có thể đào, còn có hôi hôi đồ ăn, giả rau dền, bồ công anh. Bồ công anh nhảy vọt một cái xuân hạ, đến mùa thu thời điểm hương vị hơi khổ, nhưng nghe nói dinh dưỡng lại càng tốt, thải trở về chọn rửa sạch sẽ, rắc thủy, rau trộn hoặc là làm canh, đặc sắc, đương nhiên, còn có nhà bọn họ luôn luôn thích ăn giả tỏi, còn có, lên núi đánh nham bồ câu, bắt chim cút, hái nho dại nếm thử phương pháp sản xuất thô sơ ủ rượu hai vợ chồng bắt đầu rồi kết hôn nhiều năm qua nhất nhàn nhã tùy tính một đoạn điền viên thời gian mỗi ngày thấy vợ chồng hai người cổng giỏ mây hoặc là cầm dao trẻ củi sống vai từ trong thôn đi qua bên đường các thôn dân liền gương mặt tươi cười giàu dạc mà chào hỏi phản bối sẽ chạy tới vấn an hoặc là bọn họ chủ động cùng trưởng bối chào hỏi thăm hỏi sau đó quay người lại bà bà liền dạy dỗ nhi tử con dâu các ngươi nhìn xem nhân gia nhân gia hai vợ chồng nhiều năm như vậy đều ân ái hòa thuận gia nghiệp thịnh vượng, các ngươi hai cái, hôm qua buổi tối lại nói nhau nhau cái gì đâu, cũng có lẽ nữ nhân của trách nam nhân nhà mình, ngươi nhìn xem nhân gia, lớn như vậy cán bộ, nhân gia đối tức phụ thật tốt, có bản lĩnh nam nhân nhân gia đau tức phụ, ngươi nhìn xem ngươi, càng không bản lĩnh càng cả ngày ở trong nhà cùng ta hoành, ngươi cũng không tao đến hoảng, nhật tử nhoáng lên, nãy nãy năm bảy gần đây, hôm nay Khương Mậu Tùng có việc trở về thành một chuyến, đường núi khó đi. Xe vào không được, hai cái cảnh vệ viên một người kỵ một con ngựa, lại dắt một con ngựa tới đón hắn. Sáng sớm hắn nhíp người khi thiên còn sớm, Điền Đại Hoa còn ở ngủ, Khương Mậu Tùng liền dặn dò vài câu, nói ta đi rồi, ngươi đừng đi lên, ta vội điểm nhi hẳn là buổi chiều là có thể trở về, chính ngươi giữa trưa cũng đến nấu cơm ăn, nhưng đừng tùy tiện chấp vá, đã biết, ta lại không phải tiểu hài tử. Điền Đại Hoa từ trên giường ngồi dậy, chế nhạo nói, ngươi những cái đó binh, biết bọn họ thủ trưởng như vậy dông dài sao, khi khẳng định là tối cao cơ mật, Khương Mậu Tùng nghiêm trang biểu tình, lại không nín được bật cười, nhìn nàng mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng, tuổi qua 40 nữ nhân, 42 tuổi đâu, khuôn mặt đỏ bừng, mặt mày tinh xảo, vì cái gì năm tháng giống như ở trên người nàng khởi không đến cái gì tác dụng, Khương Mậu Tùng ánh mắt lóe lóe liền không lưng ở trên má nàng ấm áp mà một mổ, xoay người ra cửa đi rồi. Điền đại hoa nhìn hắn bóng dáng trừng hắn, có điểm bực có điểm tao, ông chăn ngồi trong chốc lát, rời giường, đi nải nải linh trước đã bái bái, ăn cơm sáng, sau đó một người đứng ở trong viện sững sờ, không biết hôm nay nên làm gì, nào đó cô độc cảm giác, chương 96 lo lắng, điền đại hoa tự hồ chưa bao giờ từng thể nghiệm quá một người ở nhà cảm giác, trong nhà luôn là cả gia đình người, luôn là như vậy náo nhiệt hòa thuận, nhưng bỗng nhiên lập tức, nên đi đi rồi, nên gã gã cho. Trong nhà lập tức liền quạng cô ẻ xuống dưới, Điền đại hoa ở vắng vẻ trong tiểu viện đứng đó một lúc lâu, vẫy vẫy đầu, nàng là ai nha, nàng mới sẽ không một người nhốt ở trong nhà rối rắm cái gì cô độc tư vị. Nàng động thủ đem trong nhà thu thập một chút, rót trong viện cùng phòng sau đồ ăn, hái được phòng hậu viên đậu cô, hạ cái nồi thục sau nằm xoài trên chiếu trúc thượng phơi nắng, làm đậu cô gia mùa đông ăn, xứng với mặt khác đồ ăn tiểu hỏa chậm hầm, huân tố đều ăn ngon. Đậu cô có lão một chút, bên trong đã dài quá đậu cô không thể lưu tại bên trong phơi nắng, liền bái ra tới, có thể ăn, bái nha bái cư nhiên lột một chén lớn, nấu chín tiên đậu cô thực mặt, một cái một cái ngón tay nhỏ đầu như vậy đại, tiểu hài tự thích ăn, điền đại hoa để lại non nửa đĩa, đổ điểm nhi nước tương giấm cùng cắt nát ớt cay đi vào quấy quấy, lưu trữ chính mình giữa trưa nấu ăn ăn, dư lại hơn phân nửa chén, liền đoan đi đưa cho tam thẩm gia tiểu cháu gái ăn, tam thẩm gia cách bọn họ gia gần nhất. Nàng đưa đến tam thẩm gia, Tam Thẩm đang ở làm cơm trưa, thấy nàng tới rất cao hứng, vội từ trong phòng bếp ra tới tiếp đón nàng. Điền Đại Hoa liền đem trang đậu cô chén cho Tam Thẩm, Tam Thẩm đem đậu cô đảo tiếng nhà mình trong chén, nhớ một chút muối rải đi vào, quấy quấy, tiếp đón tiểu cháu gái, mau đến xem xem, thím cho ngươi đưa cái gì ăn ngon, mau cảm ơn thím, tiểu cháu gái chạy tới, nghe lời mà nói cảm ơn, vương ngón tay nhỏ nhéo ăn, Tam Thẩm chạy nhanh cho nàng cầm cái bánh bột bắp, làm nàng liền cơm ăn đại hoa nha, mậu tùng trở về thành. Hàng xóm ngươi ngủ thẩm nói thấy cảnh vệ viên cưỡi đại mã tới đón hắn đâu, ân, ừ, hắn có chút việc muốn xử lý, buổi tối trở về, kia hôm nay liền ngươi một người ở nhà nha, ai u một người cũng không đáng giá nấu cơm, cơm trưa ở nhà ta ăn đi, không cần, tam thẩm nhi, nhà ta có cơm, tam thẩm liền không lại kiên trì, thật ra mà nói, nàng giữa trưa làm mấy cái ngủ cốc mặt bánh bột bắp, người trong nhà đều không quá đủ ăn, cũng biết điền đại hoa gia nhật tử dư giả chút mặc dù nhất khó khăn niên đại bà cố nội cùng điền đại hoa cũng lặng lẽ trợ cấp quá nhà bọn họ trong núi người tri ân niệm tình người một nhà vẫn luôn ghi tạc trong lòng đâu tam thẩm vội lại nói nhà ta kia vườn rau kết vài cái đại bí đao nhà ngươi có hay không ta cho ngươi trích một cái không cần tam thẩm nhà ta phòng sau trong vườn cũng kết hai cái đại bí đao điền đại hoa cười nói cho ngươi vừa nhắc nhở ta liền nhớ tới bí đao rau ngâm, vừa lúc về nhà làm đi, nàng phòng sau vườn rau bên cạnh loại hai cây bí đao, khả xảo, một cây liền kết một cái, bất quá lớn lên đại nha, nằm trên mặt đất chừng thùng nước như vậy đại, nhập thu sau bạch bạch một tầng sương, nhìn đã kêu người thích. Điền đại hoa từ tam thẩm gia ra tới, liền trực tiếp đi phòng sau hái được một cái, ôm về nhà làm bí đao rau ngâm, địa phương bí đao rau ngâm độc cụ đặc sắc, bí đao cắt thành tiểu hài tự nắm tay đại nơi, hơn nửa muối, ớt bột, hoa tiêu tiêu xay, cắt thành phiến khương cùng tỏi, còn có địa phương phương pháp sản xuất thô sơ làm mặt tương, im hai ngày, im ra bí đao đại bộ phận hơi nước, bên trong bí đao thịt cơ hồ trong suốt, vớt ra tới khống làm, dùng sợi bông xuyên thành xuyến, treo lên tới phơi nắng. Lượng đến nửa làm, vị non mềm ngon miệng, liền có thể ăn, sâu lên tới cũng phương tiện bảo tồn. Như vậy liệu lý bí đao rau ngâm đặc biệt ăn ngon, hương vị đủ, hảo ăn với cơm muối thiếu phóng chút nói, tiểu hài tử thích đương đồ ăn vặt, cho nên ở địa phương, có khi là có thể nhìn đến tiểu hài tử sách theo dùng tuyến mặt vào tới, một chuỗi dài màu tương khối trạng đồ vật ăn, thậm chí nghịch ngợm nam qua tử treo ở trên cổ, ăn đến mỹ tư tư, người bên ngoài không biết thứ gì, còn cảm thấy hiếm lạ, dân bản xứ vừa thấy liền biết là bí đao rau ngâm, chỉ là làm như vậy bí đao, to như vậy bí đao ướp phơi nắng sau cũng liền như vậy mấy sâu, xa không kịp tiên bí đao hầm nại ăn rau dưa nửa năm lương, nông gia sinh hoạt tinh tế, cho nên người miền núi nhóm giống nhau không quá bỏ được làm cái này. Điền đại hoa hái được bí đao, chậm rì rì mà tước da, đi hạt, thiết khối, ướp, vì thế một buổi trưa công phu, liền lại tiêu ma tại đây phía trên, đem một đại bồn bí đao khối im thượng, nàng rửa sạch sẽ tay, nhìn xem treo ở tây sơn thượng Thái Dương, suy nghĩ nên làm cơm chiều, dạo qua một vòng, một người nấu cơm thật đúng là không đáng giá, Khương Mậu Tùng cũng không biết gì thời điểm trở về, dứt khoát nhặt nhất bớt việc nhi, một cái trứng gà một phen tiểu thái thiêu canh, sôi thả nhất nhất tiểu dũng mì sợi đi vào, ăn cơm chờ đến sắc trời hoàng hôn, Khương Mậu Tùng còn không có trở về. Điền Đại Hoa Phiên trong chốc lát thư, nhìn trời tối xuống dưới, luôn có chút nhàm chán không thú vị dường như, chán đến chết, lại có chút không yên tâm, nhịn không được đi ra cổng lớn nhìn xung quanh, trùng hợp đứng xa xa nhìn Khương Mậu Tùng cưỡi ngựa đã trở lại. Đại Hoa hắn nhảy xuống ngựa nhìn nàng cười trong bóng đêm cứ việc thấy không rõ biểu tình lại vẫn là cảm nhận được hắn cái loại này ý cười giống như thật cao hứng dường như vừa đi gần một bên cười nói lo lắng đi trì hoãn đến có điểm chậm ai lo lắng ngươi nha ta trùng hợp ra tới thôi tức phụ nhi thừa nhận lo lắng ta có gì ngượng ngùng đau lòng ta bái a à, nhà chúng ta dưỡng kia tiểu kê tiểu cẩu đêm không trở về ta còn nơi nơi tìm đâu rõ ràng bị dỗi khương mậu tùng lại tâm tình rất tốt người đem ngựa dắt tiếng sân xuyên hảo thực tự nhiên mà duỗi tay ôm lấy nàng vào nhà ngươi cảnh vệ viên đâu cảnh vệ viên đưa ta vào sân khẩu ta nhìn trời chiều rồi khiến cho bọn họ đi về trước lại không nghĩ lưu bọn họ ở trong nhà trụ ngươi về sau xuất nhập vẫn là tận lực đem cảnh vệ viên mang theo đi điền đại hoa trêu chọc nói nơi nơi kêu loạn ngươi bộ xương già này chính mình cũng tiểu tâm chút hại ta vào núi sau chính là về nhà lộ nói nữa thật là có người dám ở ta tức phụ địa bàn thượng lỗ mãn sợ là không nghĩ lăn lộn ta tức phụ làm hắn bồi gấu mù đi đúng hay không nha tức phụ gia hỏa này hai câu lời nói liền lại bần đi lên điền đại hoa mặc kệ hắn liền hỏi hắn ăn cơm không có cơm chiều không ăn hắn cười điền đại hoa vì thế nguyên dạng đi cho hắn hạ một chén mì sợi nàng đi nấu mì khương mậu tùng rửa cái mặt liền vào phòng bếp ngồi xổm nàng bên cạnh cùng nàng lưu ba ngày sự tình, tỉ như trong nhà phúc nữ cùng béo nhi tử đều khá tốt, bình an có chút tưởng mụ mụ, đại hoa, ta tưởng lại hư một đoạn thời gian giả, điền đại hoa nghiêng đầu, nhìn hắn bình tĩnh biểu tình, hỏi, làm sao vậy, khương mậu tùng đối nàng nhạy bén sớm đã thói quen, cũng không gạt nàng, liền đơn giản nói câu, hôm nay có cuộc họp, ân, khai đến có chút không cao hứng, bộ đội cơ sở vững như bàn thạch, tới rồi khương mậu tùng cái này trình tự, ở cái này niên đại lại có khác một ít thể nghiệm, lấy Khương Mậu Tùng khôn khéo lý trí, Điền Đại Hoa cũng liền không hề hỏi nhiều, lại hỏi, lý do đâu, vết thương cũ tái phát, ta phải hảo hảo tỉnh dưỡng một đoạn thời gian, hảo A. Điền Đại Hoa nói, vừa lúc ta cũng tưởng ở nông thôn nhiều trụ một thời gian, khi chờ nãy nãy năm bảy lúc sau, cũng đừng làm cha cùng bình an trở về thành đi, làm cho bọn họ lưu tại bên này, người ta đều ở vừa lúc giáo giáo bình an đọc sách học tập, nãy nãy năm bảy thời điểm, phút nữ ra ở cử, mới biết được nãy nãy đã qua đời. Nàng ở an lượng làm bạn hạ gấp trở về, cấp nải nải thượng năm bảy mồ, ở nải nải trước mộ cục thịt khóc đến giống cái tiểu hài tử, an lượng vẫn luôn an ủi khuyên bảo, điền đại hoa cùng khương mậu tùng lại không có khuyên nhiều, an lượng, ngươi làm nàng khóc đi, khóc thống khoái trong lòng liền dễ chịu, cái này ra, không ai không biết bà cố nội ý nghĩa cái gì. Phúc nữ không đến một tuổi liền không có nương, nàng thân nhất người chính là nải nải cùng Điền Đại Hoa, hiện tại nải nải đi rồi, nàng lại hơn một tháng sau mới biết được, đặc biệt nghe nói là nải nải chính miệng phân phó trước không nói cho nàng, Phúc nữ cái loại này cảm xúc cũng liền hoàn toàn vỡ đê, nhưng mà sinh lão bệnh tử, nhân gian bất đắc dĩ, Phúc nữ khóc trống một hồi, cảm xúc chậm rãi ổn định xuống dưới, năm bảy viếng mồ mã, xem như địa phương ta nghi cuối cùng một đạo tục lệ, bị xem đến rất quan trọng trừ bỏ bọn họ người trong nhà, bao gồm Phúc Nữ cùng An Lượng, Khương Thủ Lương cùng Bình An, đều tới rồi, Mậu Lâm cùng Thạch đầu hai cái xa ở bộ đội không có thể tới, trừ này bên ngoài, trong thôn bổn gia gần phòng nhóm cũng tất cả đều tới, dựa theo đưa ma thời điểm quy củ để tan cúng mộ, thượng song mồ, đại gia ở mộ trước tỉnh tọa trong chốc lát, nghe nói đây là đưa lão nhân yên tâm rời đi, từ nay về sau, liền vĩnh viễn âm dương lưỡng cách, sau đó, đại gia trừ hiếu các nữ nhân gỡ xuống trên đầu bạch hoa, nam nhân cũng đem trước ngực bạch hoa gỡ xuống tới, từ mộ địa an tỉnh rời đi, kết thúc áo đại tang, khôi phục bình thường sinh hoạt, buổi chiều an lượng cùng phúc nữ trở về, khương mậu tùng liền kêu khương thủ lương cùng bình an lưu tại bên này, phúc nữ hài tử còn ở trong thành, có bà bà chiếu cố, nàng cứ việc có muốn mang hài tử trở về trụ ý tưởng, nhưng tưởng tượng đến không thiếu được lại phải gọi đại tẩu nhọc lòng vất vả, cũng liền từ bỏ đại tẩu từ nhỏ đem nàng mang đại, tổng không thể làm đại tẩu lại giúp nàng mang đại hài tử đi. Kỳ thật nàng chính mình có bà bà, còn có an lượng, đều tại bên người tận tâm chiếu cố, liền tính nàng đưa ra phải về tới trụ, điền đại hoa cũng chưa chắc đáp ứng, dù sao cũng là hai cái gia đình, nàng cái này đại tẩu liền tính quản lại khoan, cũng không thể trộn lẫn nhân gia lưu gia sinh hoạt, điền đại hoa lý luận, gã đi ra ngoài phút nữ nàng lại nơi chốn trong non, sẽ ảnh hưởng nàng cùng nhà chồng ở chung đối nhà chồng sẽ không có nhận đồng cảm, bất lợi với nàng người một nhà hòa thuận. Phúc nữ lưu luyến không rời cáo biệt người một nhà, cùng an lượng đi trở về, tiễn đi phúc nữ cùng an lượng, người một nhà khôi phục bình thường sinh hoạt, Khương Thủ Lương cùng Bình An đã trở lại, đặc biệt nhiều một cái tinh lực tràn đầy, nghịch ngợm gây sự bình an, toàn bộ trong nhà liền bằng thêm vài phần náo nhiệt, cơm chiều nấu bí đỏ cháo, đậu que hầm cà tím, cắt một tiểu khối thịt khô xào thanh ớt cây, cơm nước xong, Khương Mậu Tùng đem bình an kêu lên tới, Thảo một Thảo hắn gần nhất công khóa, trước kiểm tra rồi toán học, lại làm hắn ngâm nga, đào hoa nguyên ký. Ba, ta đêm nay bối tái liên nói, không được sao? Đào Hoa Nguyên ký, ta không phải vừa mới học sao? Choi Choi thiếu niên cười hì hì cùng ba ba cò kè mặt cả, sẽ không bối. Khương Mậu Tùng vẽ mặt ấm áp tươi cười, khẩu khí cũng thật ôn hòa, kia còn không chạy nhanh đi bối. Vì thế bình an nhận mệnh mà cầm một quyển giấy dai bìa mặt, cổ văn quan chỉ, ra tới, ngồi chỗ đó thì thầm bối thư. Đứa nhỏ này vốn dĩ cũng nên đọc trung học, hiện tại trường học đều nghỉ học, nhưng học tập vẫn luôn như vậy dừng lại sao được A, à, Điền Đại Hoa cùng Khương Mậu Tùng, bao gồm trước đây Phúc Nữ, đều ý tưởng giống nhau mà vẫn luôn dạy hắn đọc sách học tập, dùng Khương Mậu Tùng nói, tiểu hài tử đầu không thể làm hắn không, áp lực càng lớn động lực càng lớn hùng hài tử không lâu sau liền đem chỉnh thiên đào hoa nguyên ký, bối ra tới, thoáng còn có điểm nói lắp, Khương Mậu Tùng liền nói, ngày mai sáng sớm lên lại đọc hai lần, đã biết. Thuận lợi quá quan bình an rất cao hứng, nhanh như chớp chạy về đi cấp gia gia đoan nước rửa chân, chính mình cũng thu thập rửa mặt ngủ, hai vợ chồng liền cũng rửa mặt ngủ, ra áo đại tang sinh hoạt hết thảy như thường, người nào đó cũng sẽ không chịu lại an phận. Cách như vậy trường một đoạn thời gian, sự thật chứng minh, người trước lại ôn hòa cẩn thận người, lên giường cũng sẽ biến thành lưu manh, đặc biệt này lưu manh, lần trước còn kém điểm bị tức phụ đạp, chương 97 tình thú, điền đại hoa trong khoảng thời gian này đối người nào đó rất là bất đắc dĩ, ngẫm lại hai người hơn 20 năm phu thê, nàng 42, hắn 45 đi, vẫn luôn bình bình hòa hòa mà sinh hoạt, cũng không biết như thế nào, tuổi này, ở điền đại hoa nhận tri. Hắn không phải hẳn là đối nào đó sự dần dần phai nhạt sao, không riêng không đạm, cư nhiên còn càng thêm ham thích. Dùng điền đại hoa nói, người trước ôn hòa, cả ngày bưng một bộ trầm ổn cẩn thận gặp biến bất kinh bộ dáng, người sau là càng thêm lão không biết xấu hổ, người càng nói hắn, hắn còn càng đổi bổn thêm lệ, thuốc cao bôi trên da chó dường như, hắn cũng không phải cỡ nào nhiệt liệt, hắn chính là, ôn tồn tiểu ý, không biết xấu hổ, truyền người, còn đặc biệt có kiên nhẫn, làm không biết mệt, điền đại hoa ở phương diện nào đó, kỳ thật vẫn luôn nhàn nhạt, cũng không phải không thích đại khái chính là bản tính cho phép nàng đối cái gì đều nhàn nhạt trong xương cốt liền không phải cảm tình như vậy dư thừa phong phú người thói quen là cái đáng sợ đồ vật hắn nếu là ngay từ đầu liền này phó đức hạnh trực tiếp cho hắn tấu đến trên tường treo đi nhưng nhật tử lâu rồi nhiều năm phu thê điền đại hoa trơ mắt nhìn người này một chút một chút trở nên không biết xấu hổ một chút một chút mà nuốt chững như tầm ăn lên quay đầu khi thật sự rất tưởng đá người nàng dựa vào đầu giường đọc sách hắn cũng muốn cọ a à cọ mà thò qua tới đem cầm chống nàng bả vai mặt dựa vào mặt nị nị oai oai mà cùng nàng cùng nhau xem điền đại hoa lấy ra thư để người kháng nghị ngươi như thế nào sau bình an còn dính người bình an mới bao lớn chờ hắn cưới tức phụ khẳng định so với ta càng dính điền đại hoa đã từ bỏ mắng hắn hậu nghịch ngợm nhân gia không cho rằng sĩ không có biện pháp tưởng tượng đến nàng trong lòng nói không chừng đang ở tính toán ly hôn đạp hắn Khương Mậu Tùng liền nhịn không được dính đến càng thẩn điểm nhi. Nữ nhân này có bao nhiêu cường thế cố chấp, không ai so với hắn càng rõ ràng, cho nên, không thể thiếu cảnh giác. Lấy hắn nhiều năm cùng Điền Đại Hoa giao tiếp kinh nghiệm, nữ nhân này ngươi tuyệt đối không thể cùng nàng mạnh bạo, ngươi ngạnh bất quá nàng, ngươi cũng lừa dối không được nàng, nàng sao ngươi còn tin, cũng cũng chỉ có chiêu này dùng được, mềm chính sách, truyền tự quyết, dùng được là được a lại nói cùng nhà mình tức phụ chơi điểm nhi vô lại như thế nào lạp thích thú người ngoài như thế nào có thể lý giải như vậy phu thê tình thú đâu nói nữa hắn trong khoảng thời gian này vết thương cũ tái phát chuyên môn ở nông thôn quê quán tỉnh dưỡng thanh nhàn tự tại không nhọc lòng trong nhà liền việc nhà nông đều không có mỗi ngày ăn no chơi chơi đủ rồi ngủ trừ bỏ bồi hắn cha tâm sự mang bình an chạy chạy bộ khắc hắn làm gì nha hắn cũng không có chuyện gì nhiều năm như vậy lần đầu tiên như vậy nhàn du nhiên kiến nam sơn điền viên sinh hoạt nhẹ nhàng thoải mái, thể xác và tinh thần sung sướng, có rất nhiều nhàn tình, có rất nhiều bó lớn thời gian, sơn thôn còn không có khác tiêu khiển, liền cái báo chí văn kiện đều phải cảnh vệ viên cách mấy ngày đưa tới một hồi, Khương Mậu Tùng Thâm cho rằng, người nói hắn không thừa dịp này cơ hội hảo hảo dính dính tức phụ, hảo hảo ôn tồn ân ái địa nhiệt chăn nóng hổi cảm tình, hắn còn làm gì, hợp tình hợp lý, thiên kinh địa nghĩa, không tật xấu a. À. Vì thế mới 13 tuổi bình an, liền cả ngày trơ mắt nhìn ba ba mụ mụ ra vào có đôi, mẹ nó nấu cơm hắn ba nhóm lửa, hắn ba múc nước mẹ nó tưới đồ ăn, sáng sớm rời giường sau hai người song song ngồi sổng giếng đài đánh răng. Khương Mậu Tùng lần trước trở về thành cưỡi một con ngựa tới, một con thực tuấn ngựa lông vàng đốn trắng, tưởng lưu trữ xuất nhập phương tiện, liền không làm cảnh vệ viên dắt trở về, vì thế hàng ngày liền biến thành, bình an, ta cùng mẹ ngươi lên núi phóng ngựa, ngươi ở trong nhà bồi gia gia, buổi chiều hoàn thành tam trương bút lông tự ba, ta cũng tưởng cùng các ngươi lên núi phóng ngựa, phóng ngựa có cái gì hảo ngoạn, còn phải đánh mã thảo, rất mệt mỏi. Sáng mai ta bồi ngươi đi chân núi chạy bộ được không, ngươi ở nhà hảo hảo học tập, bình an trộn biểu môi, tâm nói kia trên lưng ngựa nhiều lắm có thể kỵ hai người, hắn là cái thứ ba, vợ chồng hai người nắm mã bước chậm ra thôn, thường thường cùng gặp được thôn dân chào hỏi một cái, hai người đều là vẻ mặt bình thản bộ dáng, khương mậu tùng người này, người trước cũng sẽ không tú cái gì ân ái đoan chính thật sự nghiêm túc cẩn thận chính nhân quân tử trước cuộc này niên đại sơn thôn hoàn cảnh bao gồm chính hắn tư tưởng nhận thức còn chưa tới kia một bước hắn cũng chính là đóng cửa lại hoặc là vào sơn không ai chỗ mới dám yên tâm mà không biết xấu hổ trong ngoài không đồng nhất gian xảo bản tính đạm nhiên làm người cường thế điền đại hoa nhất không sợ ai cùng nàng mạnh bạo chính là nàng giống như thật không tốt với đối phó hắn cái này lão không đứng đắn diễn xuất, vừa lơ đảng đã bị đùa giỡn, mỗi khi ảo não nghiến răng, hai người theo một cái tương đối nhẹ nhàng sơn cốc vào Bắc Sơn. Điền đại hoa không thể gặp chiến mã chịu bạc đãi, liền kỵ nó đi địa thế thấp sơn cốc, nước ngầm khí đủ, thảo liền lớn lên hảo, một bên đem dây cương ném đến trên lưng ngựa, làm mã chính mình đi ăn cỏ, một bên liền cấp khương mậu tùng ném cái lưỡi hái, đánh mã thảo, này việc khương mậu tùng sẽ làm hắn xuất thân nông gia trước kia lại cả ngày hành quân đánh giặc cái gì việc không trải qua mã vô đêm thảo không phì mã loại này động vật cùng ngư bất đồng mã chỉ có một dạ dày càng sẽ không nhai lại mã uy thiếu ban đêm không uy thảo liền sẽ sụp ký ngựa gầy liền không tinh thần chạy bất động lộ này con ngựa đặt ở trong nhà này trận hai vợ chồng dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì mỗi ngày đều thực nghiêm túc uy thương mậu tùng không thiếu đánh mã thảo rõ ràng tự giác làm việc lại thế nào cũng phải đứng ở nàng phía sau biểu đạt ủy khuất, nhìn xem ta tức phụ, đau lòng mã đều so đau lòng ta nhiều, ngươi so mã hữu dụng, ta như thế nào không thể so mã hữu dụng. Khương Mậu Tùng biểu tình nghiêm trang, ta trước kia cũng kéo qua lê, cũng kéo qua xe, nếu là ngươi muốn thử xem, ta cũng có thể đương mã kỵ. Điền đại hoa chịu đựng một chân đem hắn đá xuống núi sườn núi xúc động, bình tĩnh, không để ý tới hắn, xoay người bò lên trên một mảnh núi đá lõa lồ sườn dốc, ngồi ở chỗ đó nhàn nhàn mà trích sơn táo nhi ăn. Theo thu ý một tầng tầng biến nùng, sơn táo nhi cũng liền chín, nhiều lắm hai ba thước cao tiểu bụi cây, mọc đầy vừa nhọn vừa dài thứ, sơn táo nhi cũng tiện tay đầu ngón tay đại, hồng hồng treo đầy chi đầu, trích thời điểm lại phải cẩn thận, vừa lơ đảng liền trát tay. Thứ này kỳ thật không có nhiều ít táo thịt, quả tiểu, hạch lại không tính tiểu, chính là núi đá khe hở ngoan cường mọc ra tới sơn táo nhi, được núi lớn uẩn dưỡng, quả tử tuy nhỏ lại đỏ tươi mê người, hương vị chua ngọt, ngon miệng khai vị, cái loại này chua ngọt quả thực là nhập khẩu liền có thể làm nhân vi chi nhất chấn. Bất quá người miền núi nhóm không lớn thải thứ này ăn, gần nhất không nhiều ít thịt quả, thứ hai này thời đại người miền núi nhóm trước nay cũng không cần khai vị, chỉ cần cũng đủ đồ ăn tới điền no dạ dày, nàng ăn mấy cái sơn táo nhi, bởi vì kia chua ngọt sinh tân hương vị mặt mày công lên, trên cao nhìn xuống, dù bận vẫn ung dung nhìn Khương Mậu Tùng ở đáy cốc huy động lưỡi hái cắt thảo, thu sơn, cây rừng, ăn mặc quân dụng áo sơ mi cắt thảo tinh tráng nam nhân, xứng với cách đó không xa mạnh mẽ ngựa lông vàng đốn trắng, còn rất đẹp mắt, nàng ngồi ở chỗ đó phơi thái dương, một bên cân nhắc buổi sáng đánh mã thảo, buổi chiều lên núi đi đốn củi, hắn đốn củi, nàng thuận tiện thải điểm nhi sơn hạt dẻ, sơn hạt dẻ nồng đậm rừng sâu không chịu sinh trưởng, cũng chỉ ở phụ cận vài tòa trên núi có hiện tại nên chín thải trở về lột xác bảo tồn lên có thể xào làm quả khô ăn nàng nhàn nhã mà nằm trong chốc lát bên tai nghe được tất tất tắc, tắc tắc tiếng bước chân nàng đôi mắt cũng chưa nâng khương mậu tùng dọc theo núi đá bò lên tới dựa gần bên người nàng ngồi xuống an nhàn mà bồi nàng tức phụ nhi tưởng cái gì đâu không tưởng cái gì a à, không tưởng cái gì ngồi ở nơi này phát ngốc ân ta suy nghĩ điền đại hoa như hắn mong muốn ngó hắn liếc mắt một cái cười cười nếu là ta hiện tại đá ngươi một chân, ngươi có thể hay không theo này triền núi ụt ụt lăn xuống đi, khi không thể. Khương Mậu Tùng thần sắc như thường, như là ở thảo luận một cái thực đứng đắn vấn đề, tùy tay chỉ vào dưới chân sườn dốc nói, bên này triền núi không thể lăn, ngươi nhìn xem này bên trên, tất cả đều là thạch đầu cùng thứ cây táo, trát người. Chúng ta khi còn nhỏ đều là ở thôn sau bên kia tiểu sườn dốc đi xuống lăn chơi, đều là bùn đất cùng cỏ xanh, không trách người khương mậu tùng dựa gần nàng nằm xuống tới khuỷu tay chạm vào nàng tức phụ nhi ân buổi tối làm kiều mạch bánh bao ăn được chưa ngươi phụ trách bao ta phụ trách nhóm lửa chưng ta muốn ăn rau hẹ trứng gà nhân ân điền đại hoa đáp ứng phóng điển nhi cắt nát con tôm càng tiên bình an một hơi có thể ăn được mấy cái choi choi tiểu tử ăn nghèo lão tử bình an hiện tại lượng cơm ăn đuổi kịp ta khương mậu tùng gối xuống tay tràn đầy thể xác và tinh thần sảng khoái mỉm cười. Sơn gian buổi sáng thái dương chiếu lên trên người, hắn không cấm nheo lại đôi mắt, nhìn giữa không trung nhạn trận thanh thanh, cuộc sống này, cũng thật hảo. Nông gia thu hoạch vụ thu còn không có kết thúc, chân núi đồng ruộng các thôn dân tất cả đều bận rộn loại tiểu mạch, lúa mạch gieo đi, kế tiếp thu khoai lang đỏ, chờ khoai lang đỏ thu hoạch đến không sai biệt lắm, hôm nay cũng nên lạnh, cũng nên hạ sương. Khương Mậu Tùng cùng Điền Đại Hoa ở sân một góc đào cái một mét vuông hố, đem nhà mình vườn rau thu hoạch một đại sọt củ cải bỏ vào đi, dùng ẩm ướt các đất chôn thượng, như vậy bảo tồn củ cải có thể bảo trì mới mẻ hơi nước, cũng không sợ mùa đông đông lạnh hư. Người một nhà ăn qua cơm chiều, Khương Thủ Lương chắp tay sau lưng, hơi cung eo, nói muốn đi tìm tam thúc bọn họ lưu đại thiên đi, Khương Mậu Tùng không yên tâm, liền sai sử nhi tử, bình an a, à, đem ngươi gia gia đưa đi tam gia gia gia, tốt. Bình An đáp ứng một tiếng, cười hì hì hỏi, Ta đây có thể ở bên ngoài chơi trong chốc lát sao? Làm gì chơi, ta không ra thôn." Bình An vội bảo đảm, "Đêm ta mới không chạy loạn đâu, chính là nghe bọn hắn mấy cái nói, hôm nay buổi tối muốn đi thôn sau đại tràng chơi, thôn sau đại tràng không tính ra thôn." Khương Mậu Tùng nghĩ nghĩ, giống như hắn khi còn nhỏ cũng đặc biệt thích chạy tới đại tràng chơi, cùng nhất ban tiểu đồng bọn các loại cao hứng, vì thế liền dặn dò Bình An không thể lại đi xa, liền ở đại tràng chơi chạy xa chân núi sẽ gặp được giả thú, bình an miệng đầy đáp ứng, một tay đỡ Khương Thủ Lương tiễn đi. Khi trở về không cần lo lắng, cũng không cần người đi tiếp, nhất ban lão gia tử chơi cờ nói chuyện phím chậm, trong nhà con cháu liền sẽ vẫn luôn cấp đưa về gia tới, nhìn gia tôn hai đi rồi, Khương Mậu Tùng đóng cửa về phòng, kiên trì nhất quán dính tức phụ đi. Điền Đại Hoa thấy cha chồng cùng Bình An đi ra ngoài, liền đi phòng bếp dùng nồi to nấu nước, nói muốn tắm rửa một cái, khương mậu tùng vì thế liền đi giúp nàng nấu nước sau đó hắn liền quyết định thuận tiện thơm lây nhiều thiêu điểm nhi chính hắn cũng hướng một hướng trong núi nông gia không có nhà ai sẽ kiến chuyên môn tắm rửa gian thiên nhiệt như thế nào đều dễ làm trời thu mát mẻ thiên lãnh về sau các nam nhân còn có thể ở bên ngoài hướng chiến đấu tắm nữ nhân tắt dùng đại bồn gỗ khắp nơi trong phòng tẩy điền đại hoa liền đem đại bồn gỗ đặt ở phòng bếp trên mặt đất đoái hảo nước ấm tống cổ khương mậu tùng ta tắm rửa ngươi lưu ý nhìn môn, Khương Mậu Tùng vì thế trực tiếp giữ cửa sang thượng, chính mình cũng đánh một chậu nước, chạy tới trong viện tắm rửa, hắn tẩy đến mau, chờ Điền Đại Hoa tẩy hảo ra tới, hắn đã lười biến ngồi ở trong phòng đã nửa ngày, Khương Mậu Tùng không riêng có tà tâm, cũng là có tặc gan, nhìn tức phụ tắm rửa xong ra tới, tóc ướt dầm về, gương mặt đỏ bừng, tư tưởng lập tức liền không thuần khiết, Điền Đại Hoa ngồi ở ghế trên lau khô tóc. Hắn liền ở đàn kia trong tay phiên quyển sách, kỳ thật trong đầu liền không tưởng cái gì đứng đắn đồ vật, đầu giường ánh trăng rọi, đêm nay đi ngủ sớm một chút, bên ngoài vang lên vài cái tiếng đập cửa, Điền Đại Hoa mới đầu cho rằng cha chồng hoặc là nhi tử đã trở lại, lại nghe thấy có người kêu, mậu tùng cháu trai, ngủ rồi sao, ai nha đại buổi tối. Khương mậu tùng nói thầm buông thư đi ra ngoài mở cửa, ở cửa theo tới người ta nói hai câu lời nói, thực mau liền xoay người trở về, sắc mặt hơi ngưng, tức phụ nhi. Ngươi trước tiên ngủ đi hắn nói, ta phải đi ra ngoài một chút, có lẽ trong chốc lát trở về, bất quá. Khó nói, làm sao vậy, tứ thúc tống của người tới kêu, nói lục thẩm nhi. Không tốt lắm, sợ là sắp không được rồi, chương 98 trước ngại, Khương Mậu Tùng trở về thời điểm đã đã khuya, trong nhà cho hắn để lại môn, trong tiểu viện một mảnh tĩnh lặng, tối lửa tắt đèn, đều đã ngủ, hắn tay chân nhẹ nhàng vào tây phòng, đánh bóng một cái que diêm nhìn nhìn, nhìn sợ đánh thức nàng, cũng liền không đốt đèn, dứt khoát lại đánh bóng một cây que diêm chiếu sáng lên, đi đến trước giường, sờ soạn cởi sim y lên giường. Trên giường người lại vẫn là bị đánh thức, mơ mơ màng màng hỏi câu, thế nào, dù sao là không tốt lắm. Khương Mậu Tùng kéo ra chăn nằm đi vào, duỗi tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, hắn mới từ bên ngoài tiến vào, trên người lạnh, thân thể của nàng ấm áp. Khương Mậu Tùng tức khắc hồi tưởng khởi ra cửa trước những cái đó khỉ niệm, hắn chần chờ một chút, sợ nhiễu nàng ngủ. Nhưng nàng ấm áp thân thể ôm vào trong ngực quá thoải mái, làm người nhịn không được xúc động. Khương Mậu Tùng ở quân tử cùng Lưu Manh Chi gian lược một do dự, quyết đoán lựa chọn người sau. Trên người hắn lạnh lẽo lại làm Điền Đại Hoa từ buồn ngủ trung thanh tỉnh vài phần, đẩy hắn, kháng nghị, quy, hắn không nói lời nào, ôn tồn mà, kẹo mạch nha dường như, nên làm gì làm gì, kiên quyết hoàn toàn chấp hành quyết định của chính mình. Vì thế Điền Đại Hoa ngày hôm sau sáng sớm ở người nào đó trong lòng ngực tỉnh lại thời điểm liền lại tới nửa trời giường khí, nửa đêm nhiễu người thanh mộng, không ngủ đủ a. À, đặt ở lần trước chỉ có bọn họ hai vợ chồng ở nhà, đơn giản liền tiếp tục ngủ nướng. nhưng hiện tại cha chồng cùng bình an đều ở trong nhà đâu, nàng cũng muốn mặc a, à, lại nói tốt xấu đến trời giường lộng cơm, đến nhìn bình an buổi sáng luyện quyền. khương mậu tùng nhìn nàng nhíu mày hít mắt bộ dáng, cười, cười xong chạy nhanh bồi tiểu tâm nói, ngươi ngủ tiếp một lát nhi, ta lên nhìn bình an luyện quyền lại nấu điểm cháo là được, bình an muốn hỏi, ta liền nói ngươi có điểm không thoải mái, điền đại hoa xem xét hắn liếc mắt một cái, quyết định tạm thời tha thứ hắn, vậy ngủ tiếp một lát nhi, khương mậu tùng khoác áo bước xuống giường, mặc tốt quần áo liền giấu tới cửa đi ra ngoài, bình an đứa nhỏ này tự chủ không bằng thạch đầu, thạch đầu tuổi này chính mình có thể chủ động rời giường luyện quyền tập võ, bình an đứa nhỏ này, ngươi nếu không đi kêu hắn, hắn có khi sẽ không chịu nổi lên, chơi cái tiểu lại, bình an khương mậu tùng ở bình an trụ đông sương phòng cửa gõ một chút bên trong mơ mơ màng màng đáp ứng rồi một tiếng khương mậu tùng xoay người đi rửa mặt đánh răng vài phút sau bình an liền cũng đi lên ba sớm bình an xoa đôi mắt nói ta đi trước vây quanh thôn chạy một vòng trở về lại đứng tấn luyện quyền khương mậu tùng hàm chứa bàn chải đánh răng gật gật đầu bình an liền đỉnh một đầu trảo loạn đầu tóc cũng không rửa mặt kéo ra đại môn chạy ra đi khương mậu tùng xoát xong nha vào phòng bếp nhìn trên bệ bếp phóng mấy cái khoai lang đỏ, cân nhắc điền đại hoa hẳn là tính toán sáng nay nồi khoai lang luộc cháo, liền giặt sạch khoai lang đỏ, thiết làm tiểu khối, động thủ làm khoai lang đỏ bắp cháo, hắn sẽ không nấu ăn làm mặt cơm, đơn giản nấu cái cháo, xào cái trứng gà, đảo còn hoàn toàn có thể, vì thế một bên nấu cháo, Khương Mậu Tùng liền một bên tính toán, dứt khoát lại xào hai cái trứng gà đi, khác, liền tính là điền đại hoa thường xuyên xào tiểu dưa muối hắn chỉ sợ cũng xào không ra nên có hương vị. Trong nồi khoai lang đỏ nấu khai, hắn liền lấy gáo múc nước múc nửa gáo thủy, một muỗng bột ngô bỏ vào đi dảo đều, đảo tiếng trong nồi dảo hai hạ, chờ nồi lại một lần thiêu khai, liền trừ rớt đáy nồi củi gỗ, dựa vào đáy nồi lửa nóng củi gỗ hôi, khoai lang đỏ cũng liền hoàn toàn mềm lạng. Khương Mậu Tùng trước kia cũng cùng hắn chung quanh rất nhiều nam nhân giống nhau, quân tử xa nhà bếp, cảm thấy nấu cơm toản phòng bếp đều là nữ nhân gia sự tình, từ khi nào tới, điền đại hoa vội vội đi làm vội gia sự vội hài tử hắn bất tri bất giác cũng liền tùy tay làm một chút khả năng cho phép tỉ như nấu cháo nhặt rau nhưng cũng không thích cũng không cảm thấy quang vinh không riêng không cảm thấy quang vinh còn không nghĩ để cho người khác biết trên thế giới ước chừng cực nhỏ có nam nhân thích làm việc nhà đi trước kia chính là cảm thấy trong nhà lo liệu không hết hắn cũng có trách nhiệm giúp một phen hiện tại thanh nhàn tự tại ở nhà sinh hoạt hắn thuận tay làm một đốn cơm sáng làm tức phụ ngủ nhiều một lát, cảm giác chính là cái thực tự nhiên sự tình. Chẳng qua lấy Khương Mậu Tùng trước mặt người khác bảo trì hình tượng, hắn là quyết định không chịu làm người ngoài nhìn đến hắn nhóm lửa nấu cơm. Nói giỡn, nếu là làm hắn những cái đó lão chiến hữu, hoặc là hắn binh, nhìn đến hắn ngồi sổn trong phòng bếp nhóm lửa nấu cơm, còn không được cả kinh đem trong mắt trừng ra tới. Cho nên có một lần hai vợ chồng đang ở phòng bếp nấu cơm, một cái xào rau một cái nhóm lửa, cảnh vệ viên cố định từ trong thành tới cấp hắn đưa văn kiện cùng báo chí gõ cửa một kêu thủ trưởng khương mậu tùng lập tức đem trong tay que cời lửa một ném chắp tay sau lưng làm bộ không có việc gì người làm điền đại hoa không lính được quan muốn cười bình an chạy bộ trở về đẩy cửa ra dương giọng hỏi ba sáng nay làm cái gì cơm bột ngô khoai lang đỏ cháo ân ăn ngon ta thích bình an chạy tới xoa trên đầu hãng nói đúng rồi ba thôn bắc lục gia 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 giống như xảy ra chuyện gì, ta chạy bộ lại đây thời điểm, nghe thấy có người gân cổ lên khóc, có vài cá nhân hướng nhà hắn đi, Khương Mậu Tùng trên tay động tác ngừng một chút, tâm nói, lục thẩm. Đi rồi, lục thẩm nhi lại nói tiếp cũng qua tuổi 60, tuổi không tính đại, nhưng cái này tuổi qua đời cũng thật bình thường, rốt cuộc này niên đại trường thọ người vẫn như cũ thiếu, lục thẩm mấy năm nay cùng ngô thúy phân phân gia lúc sau. Liền cùng lục thúc lão phu thê hai cùng nhau sinh hoạt, Khương Căng Bảo ở trong thành cũng không thể hàng ngày chiếu cố, nghe nói thân thể vẫn luôn không được tốt lắm, vốn dĩ liền sinh bệnh. Từ năm trước thu sau Khương Căng Bảo bị đánh thành tổ tư phái, sau cưới tiểu quả phụ không nói hai lời ly hôn, lục thẩm khó thở lo lắng dưới bệnh tăng thêm, bệnh đến Đức Quảng kéo lâu như vậy, toàn dựa lục thuốc cùng người trong thôn hỗ trợ chiếu cố. Mấy ngày nay lục thẩm bỗng nhiên bệnh tình tăng thêm, đại gia trong lòng cũng đều hiểu rõ, đều đánh giá sợ là không được tối hôm qua tứ thúc đem khương mậu tùng kêu đi còn gọi trong thôn mấy nhà ngang hàng vãn bối cũng chính là nhìn nhà bọn họ trước mặt không ai đi hỗ trợ chiếu ứng một chút mặt khác cũng có thương lượng hậu sự ý tứ nông thôn làm tan sự thường thường là toàn bộ tông tộc sự tứ thúc làm ngần ấy năm thôn trưởng từ tráng niên thôn trưởng đến bây giờ lão tư cách đại đội sản xuất trường làm việc là làm lão đạo toàn bộ thôn đều là bổn gia thôn dân cũng phúc hậu tứ thúc đem khương mậu tùng tìm đi chính là tưởng cùng hắn thảo cái lời nói lục thẩm việc này làm sao bây giờ lục thẩm cả đời này nuôi lớn hai cái nữ nhi cùng khương căn bảo này một cái nhi tử hai cái nữ nhi trong chiến loạn đã chết một cái dư lại một cái gã đến xa liền tính gần cũng luôn là xuất giá nữ ấn phong tục chỉ có thể tính thân thích dựa theo lẽ thường lục thẩm phía sau sự đương nhiên là khương căn bảo tới làm khương căn bảo cấp lục thẩm tống chung nhưng trước mắt khương căn bảo căn bản tới không được từ bị đã đảo về sau, người trong thôn cũng chỉ biết cái kết quả, người ở đâu bọn họ không thể nào biết, nhất ban sơn thôn dân chúng, muốn nghe được cũng vô pháp hỏi thăm. Khương Mậu Tùng đương nhiên là biết đến, chỉ là không muốn nhiều lời. Khương Căng bảo người ở đông bắc một cái nông trường, cũng không tính ngồi tù, trường cán bộ, hạn chế tự do, học tập cải tạo, bọn họ mấy cái lão chiến hữu, đã tìm mọi cách cải thiện hắn tình cảnh, nhưng trước mắt lục thẩm qua đời muốn kêu hắn trở về cấp lục thẩm tống chung thật sự không có khả năng, liền tính bọn họ có biện pháp làm hắn đạt được phê chuẩn, thời gian thượng đều tới không được. Bình an, cháu nấu hảo, ngươi luyện xong quyền chính mình học xào cái trứng gà, mụ mụ không thoải mái tùy nàng ngủ nhiều một lát, nàng nếu là tỉnh, ngươi cùng nàng nói ba ba đi lục gia 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 một chuyến, lục thẩm qua đời, Khương Căng Bảo còn không ở trước mặt, mặc kệ thế nào, làm đã từng cùng nhau vào sinh ra tử lão chiến hữu, lại là bổn gia đồng tông, hắn đến đi xem một chút, tốt xấu tẩn một phần tâm. Điền đại hoa cũng không ngủ bao lâu, bình an đánh trong chốc lát quyền, rửa mặt xong rồi chạy tiến phòng bếp tưởng xào trứng gà, mới từ góc ấm sành móc ra bốn cái trứng gà, quay người lại liền nhìn đến mụ mụ đi lên, mụ mụ, ngươi đi lên. Bình an chạy nhanh chạy tới, thập phần quan tâm hỏi, mụ mụ, ba ba nói ngươi không thoải mái, làm ngươi ngủ nhiều một lát, ngươi như thế nào lạp, điền đại hoa mạc danh một quẩn, trong lòng yên lặng đem người nào đó oán trách một lần, cười nói, không như thế nào, không có gì đáng ngại. Người ba cùng ngươi gia gia đâu, gia gia mới vừa rời giường, ở hắn trong phòng nghe radio. Ta ba đi ra ngoài, Bình An liền đem chuyện vừa rồi cùng Điền Đại Hoa nói một lần, Điền Đại Hoa nghe xong gật gật đầu, chính mình đi vào phòng bếp xào trứng gà, kêu Bình An đi trước thịnh cháo chuẩn bị ăn cơm. Cơm sáng bọn họ không chờ Khương Mậu Tùng, ước chừng hơn một giờ sau Khương Mậu Tùng mới trở về về đến nhà đi trước rửa mặt mậu tùng a ngươi lục thẩm già rồi khương thủ lương lại đây hỏi ân hôm nay canh năm sự tình điền đại hoa đi cho hắn nhiệt cơm hắn một bên ăn cơm một bên liền cùng điền đại hoa cùng khương thủ lương nói lên lục thúc bên kia sự tình chuyện khác đều hảo thuyết trong thôn luôn luôn hòa thuận hỗ trợ bổn gia bổn họ lục thẩm phía sau sự mọi người đều có thể giúp đỡ xử lý nhưng nói đến đưa ma dù sao cũng phải có người đương hiếu tử lục thẩm chính mình là có nhi tử, chỉ là Khương Căng Bảo hiện tại không thể tới, Khương Căng Bảo chính mình cũng có nhi tử, Khương Thiết Đảng, hiện tại sửa lại đứng đắn đại danh kêu Khương Minh Cương, liền ở trong thôn hảo hảo ở đâu, dựa theo nông thôn phong tục, trưởng tử không thể cho cha mẹ tống chung, vậy từ trưởng tôn thay thế, chỉ cần có trưởng tôn, liền tính còn có khác nhi tử, cũng không có khác nhi tử làm đại hiếu tử đạo lý. Nông thôn ở tan sự thượng đặc biệt vẫn duy trì truyền thống luân lý phong tục, chú ý nợ dài hạn, trưởng tử trưởng tôn, mà Khương Trăng bảo lại là con trai độc nhất, hắn không thể tới, khi nói lý lẽ cũng chỉ có thể là Khương Minh Cương, cũng chính là thiết đảng, lấy trưởng tôn thân phận quan ngã bồn tống chung, chính là Khương thiết đảng. Hắn đều nhiều ít năm cùng lục thúc lục thẩm không hướng tới, cùng cha ruột Khương Trăng bảo cũng đã sớm chặt đứt lui tới, đứa nhỏ này đại danh lấy cái cương tự, cũng thật không gọi sai, làm người tính tình quá cương ngạnh lục thẩm trong khoảng thời gian này bệnh nặng, không phải không nghĩ tới tôn tử, nhà bọn họ đã có thể chỉ còn lại có thiết đảng như vậy một cái căn, sao có thể không nghĩ a? À? thậm chí lục thẩm bệnh nặng, gần phòng chị em dâu còn có người lặng lẽ đi khuyên ngô thúy phân, nói kia dù sao cũng là nàng như vậy nhiều năm bà bà, nàng lại không tái giá, tương đương vẫn là thương gia trên cửa người, hẳn là khoan dung rộng lượng, tiêu tan hiềm khích lúc trước, đi chiếu cố lục thẩm mới đúng. Đối này Khương Thiết Đảng mấy năm nay chính là một cái thái độ, ta cùng bọn họ một nhà, đã sớm chặt đứt lui tới. Bọn họ thế nào cùng ta không quan hệ, băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, mấy năm nay Khương Thiết Đảng trong lòng oán hận chút nào không giảm, cũng chủ yếu là bởi vì hắn từ 14 tuổi mang theo ngô thúy phân phân gia ra tới khác quá, sau lại thành gia lập nghiệp, cưới vợ sinh con, lục thúc lục thẩm cũng không giúp đỡ quá, chờ đến sau lại lục thúc lục thẩm dư vị lại đây, lại tưởng lung lạc tôn tử tâm lại tưởng giúp đỡ chiếu cố khương thiết đảng chính mình đã lập lên căn bản cũng liền không tiếp thu nghe nói khương căn bảo ở bọn họ phân gia sau khi ra ngoài bởi vì khương mậu tùng ngay lúc đó điều giải là thanh toán một đoạn thời gian nuôi nấn phí cũng không biết kiên trì thanh toán bao lâu khương thiết đảng đứa nhỏ này có thể nói đều là dựa vào chính hắn này thời đại nhật tử nghèo người khác có cha mẹ quản đều gian nan huống chi hắn một thiếu niên chính mình nuôi sống chính mình cùng Ngô Thúy Phân, chính mình thành gia lập nghiệp cưới vợ, sau người khác ăn nhiều nhiều ít vất vả, trong đó gian khổ tư vị, người khác sao có thể thể hội? Khi tứ thúc bọn họ hiện tại là cái cái gì chủ trương? Điền Đại Hoa hỏi, bọn họ còn có thể có cái gì chủ trương? Khương Mậu Tùng cười khổ, trong thôn đối việc này chủ trương rất đơn giản, về tình về lý đều nên làm Khương Thiết Đảng trở về quan ngã bùn đưa ma, chỉ là không ai có thể nói động hắn lục thẩm sau khi qua đời, bổn gia gần phòng đều chủ động tiến lên, khương thiết đảng lại căn bản không đi. Trong núi nhân tâm thiện, truyền thống ý tưởng chính là coi trọng luân lý huyết mạch, tổng cảm thấy người chết vì đại, tổng vẫn là huyết mạch tương liên trí thân cốt nhục, là hắn thân nải nải, người đã chết không nên lại niệm cái gì của ác. Rất nhiều người đều đều cảm thấy, khương thiết đảng hẳn là trở về cấp lục thẩm đưa ma, thậm chí có người cảm thấy, làm thân tôn tử, làm vãn bối, hắn nên ở nãy nãy bệnh tình nguy kịch khi chủ động tiến lên, chờ đến người đều đã chết hắn còn không đi, không nên, dùng một ít người nói, kia nói như thế nào đều là hắn thân nãy nãy, như thế nào có thể cùng người chết so đo đâu. Khương thiết đảng xử sự phong cách, quá cương ngạnh quá cực đoan, hiện tại trong thôn các gia trưởng bối nhóm dư luận cơ hồ nghiêng về một phía, kỳ thật làm trưởng bối, mặc kệ cố ý vô tình, tổng vẫn là càng thêm giữ gìn trưởng bối hai chữ, tứ thúc tìm ta đi, đại khái một phương diện là bởi vì ta cùng Khương Căng Bảo Tổng vẫn là so người khác nhiều một phần giao tình, muốn cho ta cấp cái ý kiến, giúp bọn hắn chủ sự, về phương diện khác, cũng là biết lúc trước ngươi cùng ta đối thiết đảng đứa nhỏ này nhiều ít dũi quá viện thủ, giúp quá hắn, hơn nữa bọn họ cảm thấy ta thân phận nói chuyện càng có phân lượng, ta nói chuyện hắn hẳn là có thể nghe, liền muốn cho ta khuyên khuyên thiết đảng. Kêu hắn trở về cấp lục thẩm quan ngã bùng tống chung, chương 99 kính trọng, Điền Đại Hoa nghe xong, trầm mặt một chút, việc này, trong thôn các trưởng bối cách làm thực dễ dàng lý giải, dân chúng trăm ngàn năm luân lý tư tưởng, máu mũ tình thâm, thiên hạ đều là cha mẹ trưởng bối, người chết vì đại, lại đại mâu thuẫn không thắng nổi một cái, chết tự, chết đều đã chết, sao có thể cùng người chết so đo, nhưng Khương Thiết Đảng kia hài tử, 14 tuổi chính mình phân gia độc lập môn hộ, trong đó tư vị cam khổ tự biết, không có hắn cái kia cương ngạnh bướng bỉnh tính tình. Hắn cũng đi không đến hôm nay hắn nếu là dễ dàng như vậy thỏa hiệp, hắn liền không phải Khương Thiết Đảng, chính là. Điền Đại Hoa cũng minh xác biết, chuyện này nếu là xử lý không tốt, Khương Thiết Đảng đại khái liền phải bị người trong thôn coi như máu lạnh vô tình, không tránh được làm các trưởng bối chỉ vào mắng, đối chính hắn ở trong thôn nhân duyên tình cảnh cũng không tốt, không thể nói các thôn dân không đúng, rốt cuộc dân chúng đời đời, người chết vì đại, giúp mọi người làm điều tốt, tư tưởng, hiếu đạo tối thượng. Từ xưa khuyên giải không khuyên phân, sớm đã có người khuyên nói Khương Thiết Đảng cùng cha ruột cùng gia gia nải nải hòa hảo. Điền Đại Hoa nghĩ nghĩ hỏi Khương Mậu Tùng, vậy ngươi tính thế nào, ta còn có thể tính thế nào? Khương Mậu Tùng cười khổ, việc này mặc kệ từ góc độ nào tới nói, hắn đều thoái thác không khai. Từ tông tộc tới nói, lục thẩm cũng là hắn trưởng bối, thiết đảng kêu hắn một tiếng thúc, từ thân phận giao tình tới nói, hắn rốt cuộc cùng Khương Trăng Bảo cùng sinh tử cộng hoạn nạn quá chiến hữu tình cảm, kỳ thật cũng không đành lòng nhìn hắn lão mẫu thân sau khi chết không người tống chung. Mấy cái trưởng bối tìm tới hắn, cũng chính là cảm thấy hắn nói chuyện dùng được, người khác nói chuyện Khương Thiết Đảng khả năng không nghe, hắn nói chuyện Khương Thiết Đảng khẳng định không thể ngạnh bác, Khương Mậu Tùng Tổng không thể nói, việc này ta mặc kệ, ta không đi khuyên, lục thẩm không ai tống chung kia xứng đáng, thật muốn như vậy, đừng động hắn cái gì thân phận bao lớn cán bộ, các trưởng bối đại khái lại muốn mắng hắn không theo nhân tình. Nếu là gác ở trước kia, Khương Mậu Tùng khẳng định sẽ ra mặt khuyên bảo Khương Thiết Đảng, nhưng hiện tại, hắn lại cũng có thể lý giải kia hài tử tâm tình, rốt cuộc ngay cả chính hắn, cũng là đối Khương Trăng Bảo cùng lục thúc một nhà thất vọng đến cực điểm, lần lượt sự tình, tức giận đến hắn đối Khương Trăng Bảo cũng xa cách, Khương Trăng Bảo tái hôn cưới kia tiểu quả phụ về sau, liền cơ hồ ít có lui tới, khả nhân luôn là cảm tình động vật, chúng ta trăm ngàn năm tới chính là một cái nhân tình xã hội liền tỷ như chính hắn đi, dù cho hắn đối Khương Căn Bảo sinh khí thất vọng, nhưng biết được Khương Căn Bảo bị đánh thành tẩu tư phái, bị đưa đi trường cán bộ cải tạo lao động, hắn như cũ vẫn là không đành lòng, thử cùng mấy cái lão chiến hữu nghĩ cách cải thiện hắn tình cảnh. Điền Đại Hoa suy nghĩ một lát nói, ta cảm thấy, nếu không ngươi vẫn là cùng thiết đảng nói nói chuyện đi, chuyện này rốt cuộc thực đặc thù, thật muốn làm lục thẩm không người tống chung, đừng động trước kia có bao nhiêu ân oán, người trong thôn khẳng định sẽ đối đứa nhỏ này có cái nhìn hắn về sau tổng còn muốn ở trong thôn sinh hoạt điền đại hoa như vậy vừa nói khương mậu tùng liền khe khẽ thở dài mỉm cười nhìn nàng nói ngươi nếu là cái này ý kiến thiết đảng kia hài tử đại khái cũng là có thể nghe theo ta cũng không như thế nào giúp quá hắn đi điền đại hoa nói trừ bỏ kết hôn thời điểm ta cho hắn chuẩn bị qua lễ vật khác tạ bạch linh chuyện đó nhi tổng không thể tính ở ta trên người đi chính là ngươi liền không cảm thấy, kia hài tử vẫn luôn thực kính trọng ngươi sao. Đối với ngươi thái độ cùng người khác nhưng bất đồng, Điền Đại Hoa nghĩ nghĩ, điều này cũng đúng, khác không nói, mỗi lần ở trong thôn gặp gỡ, đứa nhỏ này thấy nàng đều đặc biệt thân thiết mà chạy tới nói chuyện, kỳ thật đối với Khương Thiết Đảng tới nói, hai nhà người nguyên bản có rất nhiều tương đồng chỗ, nhưng nhà bọn họ biến thành như vậy, mà Khương Mậu Tùng cùng Điền Đại Hoa lại hoàn toàn tương phản, phu thê hai người mấy năm nay đem một cái đại gia đình quá đến hòa thuận thịnh vượng, này bản thân liền cũng đủ làm Khương Thiết Đảng kính trọng, huống chi, Khương Mậu Tùng cùng Điền Đại Hoa cũng xác thật vẫn luôn bất công chú ý đứa nhỏ này, hai vợ chồng thảo luận một chút, Khương Mậu Tùng một bên cùng Điền Đại Hoa trò chuyện một bên ăn cơm, đang định ăn cơm xong đi tìm Khương Thiết Đảng nói chuyện đâu, ngoài cửa có người hô một tiếng, thím, đại môn không quan, liền thấy bọn họ đang ở thảo luận đề tài trung tâm. Khương Thiết Đảng đẩy cửa vào được, trên mặt hơi hơi mang theo cười trong tay còn lãnh hắn tiểu nữ nhi thói quen chỉ nói đứa nhỏ này đứa nhỏ này kỳ thật đứa nhỏ này so với bọn hắn thạch đầu còn lớn vài tuổi ở nông thôn kết hôn lại sớm chút hài tử đều hai cái một đôi nhi nữ thập phần ngoan ngoãn đáng yêu tính tính toán năm đương mà đứng rất tốt thanh niên khương thiết đảng lớn lên vốn dĩ liền tướng mạo đường đường so với hắn cái kia lão tử cha lớn lên càng có tiền đồ mắt thấy cưới thượng tức phụ quá thượng nhi nữ song toàn an ổn nhật tử, mấy năm nay trên người hắn liền cũng nhiều vài phần thành thục ổn trọng, mà thiếu một phần lệ khí, nha, thiết đảng, mau tới mau tới. Khương Mậu Tùng chạy nhanh đứng dậy tiếp đón, Điền Đại Hoa cũng đứng dậy tiếp đón một chút, một bên vội vàng đi cấp thiết đảng tiểu nữ nhi tìm ăn vặt nhi, một bên cười oán trách Khương Mậu Tùng, xem ngươi, ngươi như thế nào còn mở miệng liền kêu nhũ danh nhi, hắn này đều có con trai con gái, đứng đắn đại nhân. Khương Mậu Tùng không khỏi cũng cười một chút, nghĩ hắn đại danh gọi là gì tới, Khương Minh Cương đúng không, trong thôn con cháu bối nhóm quá nhiều, nhũ danh nhi từ nhỏ kêu đều nhớ rõ thanh, đại danh hắn thật đúng là nhớ không chuẩn, cũng kêu không thói quen, hại, thím, ngài lời này nói, nhũ danh nhi liền không phải để lại cho trưởng bối kêu sao, ta thiết đảng chính là trường tới rồi bảy tám chục tuổi, ta thúc kêu ta một tiếng thiết đảng kia cũng là đương nhiên, đó là chú thím trong lòng có ta, ngươi nói đứa nhỏ này lời này nói nhiều gọi người quốc thiếp, khương thiếp đảng kia tiểu nữ nhi cũng liền ba bốn tuổi, lớn lên tùy mụ mụ một đôi tươi đẹp mắt to, vừa thấy liền đặc biệt làm cho người ta thích, điền đại hoa đối như vậy mềm đô đô tiểu nữ hoa quả thực hiếm lạ đến không được, liền lôi kéo nàng tay nhỏ hỏi nàng vài tuổi, gọi là gì, lại cho nàng lấy bánh quy ăn, tiểu nữ hoa nhìn xem ba ba, khương thiếp đảng liền cười nói, nãi nãi cấp, có thể ăn, tiểu nữ hoa mới tiếp nhận bánh quy ngồi ở điền đại hoa bên cạnh an tĩnh mà ăn bánh quy, nhìn ra được đứa nhỏ này bị cha mẹ giáo rất khá. Khương Mậu Tùng vừa thấy Khương Thiết Đảng lúc này tới, trong lòng liền có chút số, sớm không tới vãn không tới, khẳng định cùng lục thẩm tan sự có quan hệ, nhưng hắn cũng lấy không chuẩn đứa nhỏ này chủ động tìm tới môn tới, là cái cái gì mục đích cùng thái độ. Khương Mậu Tùng liền tự mình động thủ phao một hồ trà, cấp Thiết Đảng đổ một ly, cười nói, lão chiến hữu đưa ta hảo lá trà, gọi là gì vân vụ trà, thiết đảng ngươi nếm thử, khương thiết đảng bưng lên tới uống lên hai khẩu, cười nói, thúc, ta này tháo háng, cũng không hiểu uống trà nha, chính là cảm thấy rất hương, hô, nói được ngươi thúc giống như liền không phải tháo háng. Khương mậu tùng treo gẹo nói, khương thiết đảng uống mấy ngụm trà, buông bát trà, liễm đi tươi cười, cúi đầu nói, thúc, thím, các ngươi nhị vị trưởng bối đều là minh bạch người, khẳng định cũng đoán được, ta hôm nay tới chính là vì ta nải nải bên kia sự tình, Nga, chuyện này, Điền Đại Hoa trầm ngâm một chút, mỉm cười nói, ngươi thúc mới vừa cùng ta nói, đang định cơm nước xong đi tìm ngươi đâu, hại, ta liền biết, ta cũng đều nghe nói, bọn họ nói bất động ta, liền tìm đến ngài trước mặt, Khương Thiết Đảng nói, tứ gia gia đi tìm ta, ta kia mấy cái đến gần đường thúc đường thẩm, cũng đều tới đi tìm ta, đều làm ta cấp đổ đi trở về, ta Khương Thiết Đảng, chính là như vậy cái lừa tính tình, Hương chính là Hương, xú chính là số ta vô pháp đem số trở thành hương, chính là, hương thiếp đảng gãi gãi đầu, cười, chính là ngươi nói ta một cái vãn bối, ta nghe nói bọn họ tìm được ngài trước mặt, thúc cùng thiếm đối ta có ân, mấy năm nay cũng không thiếu quan tâm ta, không thiếu giúp ta, thúc cùng thiếm làm người, cùng ta ba một so chính là trên trời dưới đất, ở lòng ta vẫn luôn kính, ta nào dám chờ ngài đi tìm ta a à? ta này không phải chính mình chạy nhanh tới sao. Khương Mậu Tùng cùng Điền Đại Hoa liếc nhau, không khỏi cũng cười. Hắn mang trà lên chén, chậm rãi uống một ngụm, hỏi, ngươi đứa nhỏ này là cái thật thành người, ngươi cũng đều biết, ta cùng ngươi ba, thời trẻ là cùng nhau khiên thương đánh giặc, cùng nhau trải qua quá sinh tử giao tình, hiện tại. Có chút cũ lời nói ta liền không nặng đề ra, ngươi hôm nay nếu chủ động đến ta trước mặt tới, nhất định trong lòng có chủ trương, chính ngươi là cái cái gì ý tưởng, ngươi nói trước, ta còn có thể có cái gì ý tưởng nha. Khương Thiết đã nhìn chính mình tiểu nữ nhi, cũng là cười khổ một chút, nói, trước kia những cái đó sự đều không cần ta nói, thúc cùng thím so với ta còn rõ ràng, đơn luận trước kia những cái đó thóc một vừng thối phá sự, việc này, ta mới mặc kệ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta nha, ta không có những cái đó hảo tâm, ai mắng ta tuyệt tình cũng hảo, mắng ta bất hiếu cũng thế, bọn họ không phải ta, bọn họ không chịu quá ta tư vị, dao nhỏ cắt ở ai trên người ai đau, Khương Mậu Tùng nhìn hắn, nghiền ngẫm hắn kia khẩu khí, lẳng lặng mà bưng bát trà chờ đợi bên dưới. Quả nhiên Khương Thiết đảng bình phục một chút, tiếp tục nói, chính là mấy năm nay, ta mười mấy tuổi mang theo ta mẹ phân gia dọn ra tới, trong thôn này đó các trưởng bối không thiếu giúp đỡ ta, ta mới vừa phân gia khi không có gia súc, trồng trọt liền dựa hai tay, thường xuyên là nhà ai trưởng bối vừa lúc dịch ra tới không, cày xong nhà mình mà, thuận tiện liền giúp ta cày. Vì sự có thể kéo đều kéo ta một phen, ta kết hôn thành gia, cũng đều là trong thôn thiếm đại nương nhóm giúp ta xử lý, cho nên việc này, ta không nhận chính mình là hắn Khương Trăng Bảo Nhi Tử, ta còn phải nhận ta là Khương Gia Thôn con cháu vãn bối, lại nói ta nãy này phía sau sự, ta muốn thật phủi tay mặc kệ, cuối cùng còn không phải rơi xuống trong thôn này đó trưởng bối trên người, kêu những người khác bị liên lụy thao vội, hiện tại quê quán bên kia biến thành như vậy, khác cũng không ai trông cậy vào, ta không thể cho người khác bỏ gánh. Điền Đại Hoa cùng Khương Mậu Tùng nghe xong hắn này một phen lời nói, trong lòng lập tức thật nói không nên lời cái gì tư vị, Điền Đại Hoa không cấm lắc đầu than nhẹ, người nói Khương Căng Bảo có như vậy một cái nhi tử, kiếp trước tích cái gì phúc, có tài đức gì, hắn như thế nào liền không biết hảo hảo đối hắn đâu, thật đúng là. Ai, nàng như vậy tưởng, Khương Mậu Tùng cũng là như vậy tưởng, không khỏi than một tiếng nói, thiết đảng, ngươi ba người này, thị phi bất luận, hắn có thể có người đứa con trai này, nên là hắn đời này lớn nhất phúc phận, thúc, ta cùng hắn không quan hệ. Khương Thiết Đảng cúi đầu nói, ta hôm nay tới, chính là tưởng cùng ngài cùng thiếm thảo một câu, ta đáp ứng đi cho ta nải nải quan ngã bồn tống chung, chính là có chuyện này nhi, ngài đến giúp ta cùng người trong thôn, cùng bên kia nói rõ ràng, ta nải nải bên kia, ta nguyện ý đi cho nàng tống chung, bất quá ta là ta, ta liền một người đi, ta mẹ cùng ta tức phụ còn có ta hai đứa nhỏ, ta không cho bọn họ đi, những cái đó lung tung rối loạn ân oán, đến ta này đồng lứa liền mới thôi, ta không muốn ta tức phụ hài tử lại cùng bọn họ nhất lên quan hệ, bọn họ trước nay cũng không ở bên nhau ở chung quá, đến nỗi về sau, ta ba cùng ông nội của ta, cũng liền chỉ ngăn tại đây, ta ba về sau thế nào ai cũng không biết, ông nội của ta, hắn tự lao tự thực cũng không đến mức đói chết, đem ta nải nải đưa xuống đất lúc sau, nên như thế nào còn như thế nào không cần trông cậy vào cùng ta hòa hảo hắn người kia đưa xong tấn không chừng hắn liền cho rằng cùng ta hòa hảo chính hắn tuổi lớn nải nải cũng không còn nữa liền muốn cho ta hầu hạ hắn dưỡng hắn lão nói không chừng thuận thế liền ăn vạ ta từ tục tiểu nói ở phía trước ta không dưỡng ta không đau lòng kia đồ ăn thực ta chính là cách ứng ta vô pháp tiếp thu hắn thúc thím các ngươi nói ta tuyệt tình cũng hảo nói ta mang thù bất hiếu cũng thế dù sao ta liền này hai điểm yêu cầu bên kia nếu là rõ ràng đáp ứng, làm trò các trưởng bối nói chuyện giữ lời, ta lập tức liền qua đi, tan sự nên làm cái gì bây giờ ta làm sao bây giờ, nên ta tiêu tiền ta cũng chịu trách nhiệm, nếu là còn tưởng khác yêu cầu, ta đây mặc kệ, chính bọn họ ái thế nào thế nào, ta tuyệt đối không đi. Ta biết người khác nói chuyện đều không hảo xử, ta liền nghe ngài, chương 100 đều tại ngươi, Khương Thiết Đảng nói hiển nhiên đều trải qua suy nghĩ sâu xa con đường quen thuộc, phía trước phía sau đều suy xét tới rồi. Khương Mậu Tùng hơi suy tư liền đáp ứng rồi xuống dưới, nói chuyện này tình hắn đi tìm mấy cái lão trưởng bối nói, cảm ơn thúc cùng thiến, thiết đảng A, à, ngươi thúc nên tạ ngươi mới đúng. Khương Mậu Tùng cười nói, có ngươi như vậy minh bạch lý lẽ, ta cũng liền không cần khó xử, các trưởng bối tìm được ta, ta cũng hảo công đạo, thúc, nguyên bản chính là không nên phiền toái đến ngài nơi này. Thúc, thiếm, ta đây liền đi về trước. Khương Thiết Đảng bế lên tiểu nữ nhi, liền cáo từ rời đi. Điền Đại Hoa cùng Khương Mậu Tùng đưa hắn đi ra ngoài, nhìn hắn đem tiểu nữ nhi khiêng trên vai, sấn gần chỗ thôn xóm cùng núi xa bối cảnh, kia hình ảnh phá lệ sinh động, thật tốt người trẻ tuổi, sinh hoạt đem đứa nhỏ này mài dũa ra tới. Khương Mậu Tùng than thở, ngươi nói căn bảo hắn rốt cuộc vứt bỏ cái gì, tốt như vậy nhi tử, lại không nhận hắn cái này cha, Điền Đại Hoa bật cười, ta vừa rồi còn như vậy tưởng đâu, hắn Khương căn bảo thật là có tài đức gì, nghe một chút Khương thiết đảng kia lời trong lời ngoài, về sau hắn gia gia cùng hắn cha cũng chỉ ngăn tại đây, kia ý tứ ước chừng chính là nói, chờ hắn gia gia cùng hắn cha già rồi đã chết, hắn vẫn là có thể cho bọn hắn tống chung, nhưng khác, không bàn nữa, Khương Mậu Tùng được lời nói, ở cửa hơi đứng lại, thấy đầu ngõ ngủ thúc gia đại tôn tử đi ngang qua, liền thuận miệng gọi lại hắn. Làm hắn đi lục thẩm gia đi một chuyến, đem tứ thúc gọi tới, chỉ kêu tứ thúc, liền nói ta có việc tìm hắn, không bao lâu tứ thúc tới rồi, nghe Khương Mậu Tùng đem thiết đảng những lời này đó vừa chuyển cáo, cân nhắc một chút, liền xoay người đi theo Lục thúc cùng mấy cái chủ sự lão trưởng bối nói đi, kỳ thật nói cùng không nói cũng không gì hai dạng, Khương Thiết Đảng cái kia làm người tính nết, người trong thôn đều biết, hắn nếu nói hai điểm yêu cầu, không minh xác đáp ứng hắn tuyệt đối nói được thì làm được, khẳng định sẽ không ra mặt cấp Lục thẩm quan ngã bồn tống chung. Việc này cuối cùng vẫn là lục thúc làm chủ, trong thôn các trưởng bối cũng chỉ có thể làm chứng kiến, xin hỏi lục thúc hắn còn có khác lựa chọn sao? Hắn phải có lựa chọn khác, còn có khác con cháu có thể cho hắn dưỡng lão tống chung, cũng liền không cần ba ba cầu khương thiết đảng, cho nên nói người này nột, mọi việc đừng làm qua đầu, đến cho chính mình lưu cái lộ A. Vì thế làm trò khương mậu tùng mặt, lục thúc nhu nhu nửa ngày, sách mặt hôi bại, hắn còn trông cậy vào bắt lấy cái này cơ hội cùng tôn tử hòa hảo đâu nhưng bởi vậy, hắn trông cậy vào thiết đảng dưỡng lão ý tưởng rơi vào khoảng không, cũng chỉ có thể không tự dai than, tự oán tự ngãi, không khác biện pháp, mặt khác địa phương làm tan sự phong tục, hiếu tử đưa ma, thiết đảng tới còn lại là lấy trưởng tôn thân phận thay thế Khương Căng Bảo làm hiếu tử, mặt khác còn có cái quan trọng tục lệ, con dâu phải cho cha mẹ chồng đánh dẫn hồn cờ, con dâu không thể tới hoặc là không còn nữa, tỉ như điền đại hoa gia. Điền Đại Hoa làm trưởng tôn tức phụ cấp bà cố nội đánh dẫn hồn cờ. Khương Thiết Đảng không cho mẹ nó cùng hắn tức phụ tới, này không phải không ai đánh dẫn hồn cờ sao, kia. Ai đánh dẫn hồn cờ? Có thể hay không cùng Thiết Đảng mẹ nó hảo hảo nói nói, lục thúc rối rắm cả buổi, vẫn là nói ra. Tứ thúc vừa nghe liền nói, lão lục, ta xem ngươi nghỉ ngơi này tâm tư đi, Thiết Đảng có thể cho hắn nải quan ngã bồn tống chung không phải được rồi, ly hôn đều như vậy nhiều năm, ngươi làm thiết đảng mẹ tới đánh dẫn hồn cờ, tính gì nha, đích xác cũng ủy khuất nhân gia, thiết đảng cũng không cho hắn tức phụ tới, hắn lục thẩm phía sau sự tổng không thể liền như vậy chờ đợi, chính ngươi quyết định, lục thúc cắn răng một cái, làm trò khương mậu tùng cùng mấy nhà lão trưởng bối mặt cũng chỉ hảo đáp ứng rồi, xoay mặt liền ở lục thẩm linh trước một hồi khóc thét, đó là khóc đến thật thương tâm a, à. sớm biết như thế, hà tất lúc trước đâu, lời nói vừa nói định, nửa giờ sau. Khương Thiết Đảng liền một mình một người lập tức đi vào linh đường, bởi vì Khương Căng Bảo còn sống, chỉ là không thể tới, Khương Thiết Đảng là đỉnh Khương Căng Bảo hiếu, chấp hiếu tử chi lễ, hắn canh giữ ở linh trước, làm từng bước mà bắt đầu xử lý lục thẩm tan sự, Khương Mậu Tùng dựa theo ở nông thôn phong tục, Thương tiếc Phúng lúc sau, liền rời đi lục thúc gia, hắn cùng Điền Đại Hoa tuy rằng cũng là người chết vãn bối, nhưng bà cố nội áo đại tang vừa qua khỏi, thân sơ có khác, dòng bên không thể đè ép chí thân hiếu thả bà cố nội so lục thẩm bối phận còn cao đồng lứa cho nên hắn cùng điền đại hoa liền đều không cần cấp lục thẩm để tan đưa ma không riêng như thế này ba năm nội bổn gia gần phòng liền tính lại có việc tang lễ bọn họ phu thê cũng nhiều lắm trình diện liền hảo không cần để tan bởi vậy điền đại hoa căn bản cũng liền không đi khương mậu tùng xuất phát từ cùng khương căn bảo một tầng giao tình ra mặt tẩn tận tâm có thể giúp giúp một chút mặt khác liền đều là chủ gia sự tình mà lục thuốc trải qua chuyện này lúc sau, cũng thật sự là biết mùi vị, lúc sau Khương Thiết Đảng làm chủ xử lý tan sự, hắn nhưng thật ra tương đối an phận, không tái sinh cái gì chuyện xấu, Điền Đại Hoa chú ý một người khác chính là Khương Nha Đầu. Khương Nha Đầu lúc ấy tai nạn xe cộ bị thương đầu óc, trở nên ngu dại, Khương Trăng Bảo mang về dưỡng mấy năm, nghe nói thời gian dài, Khương Nha Đầu dần dần khôi phục một ít, tuy nói vẫn là ngu dại, nhưng sinh hoạt cơ bản có thể tự gánh vác. Chính là chuyện gì cũng làm không được, không thể làm việc, sao lại cũng không biết Khương Căng Bảo nghĩ như thế nào, có lẽ tưởng cho nàng tìm cái gia, cũng có lẽ là chiếu cố không được cả đời, đem nàng gả cho một cái người tàn tật, người câm. Người câm cưới cái ngu dại, đơn giản đều là trong nhà làm chủ trương, cưới trở về sinh hài tử, chủ yếu dựa vào cha mẹ chồng nhọc lòng sinh hoạt, người câm cũng sẽ làm một ít đơn giản thể lực sống, sinh hạ hài tử bị cha mẹ chồng ôm đi dưỡng, không dám giao cho bọn họ hai cái như vậy một đôi tàn tật phu thê, trước mắt cha mẹ chồng dưỡng, sau này cha mẹ chồng già rồi, sinh hài tử cũng không sai biệt lắm trưởng thành, lại tiếp bổng tiếp tục dưỡng tàn tật cha mẹ, sinh lợi sinh sản cũng liền như vậy hoàn thành. Dù sao nhật tử khẳng định gian nan chút, lục thẩm mất, khương nha đầu cũng không trở về, người câm ở đường huynh đệ cùng đi hạ tới rồi phúng, cũng liền không ai hỏi khương nha đầu vì cái gì không có tới, nàng như vậy trạng huống, thấy người đều không nhất định nhận được kêu nàng tới làm cái gì nha? Điền đại hoa cân nhắc, nếu Khương Thiết Đảng có thể thông tri Khương Nha đầu nhà chồng tới phúng, cũng coi như là còn nhận nàng cái này tỷ tỷ. Lục thẩm đưa xuống đất về sau, người trong thôn đối Khương Thiết Đảng đánh giá đều cũng không tệ lắm, nói cứ việc không làm mẹ nó cùng tức phụ, hài tử tham gia, nhưng cũng là không mất lễ nghĩa mà đem tan sự xử lý xong rồi, chỉ là chí thân cốt nhục cái này kết, sợ là lục thúc sinh thời không giải được. Lục thẩm hạ tán ngày hôm sau buổi tối, tứ thúc về đến nhà tới ngồi, liêu khởi lục thúc gia sự tình, đại khái cũng có cùng Khương Mậu Tùng nói lời cảm tạ ý tứ, ở rất nhiều người xem ra, Khương Mậu Tùng không ra mặt, việc này sợ còn không có dễ dàng như vậy giải quyết, tứ thúc ý tưởng, toàn thôn đều là bổn gia đồng tông, một cái họ Khương, việc này nếu là xử lý không tốt, nháo đến lục thẩm không người tống chung, liền có vẻ thôn phong bất hòa, tổng vẫn là trong thôn thật mất mặt. Hiện tại việc này rốt cuộc thực tốt giải quyết, không làm ngoại thôn người chế dẻo. Khương Mậu Tùng liền cười nói, tứ thúc là trong thôn đội sản xuất đại đội trưởng, suy xét sự tình quả nhiên đều là từ trong thôn toàn cục suy nghĩ, hơn nữa thiết đảng đứa nhỏ này có thể cố đại cục, thị phi rõ ràng, cũng không kêu các trưởng bối khó xử thất vọng. Nói hắn đề tài vừa chuyển, cười nói, tứ thúc mười mấy hai mươi năm lão thôn trưởng, trước kia kêu thôn trưởng hiện tại kêu đại đội trưởng, chúng ta thôn việc lớn việc nhỏ nhưng ít nhiều tứ thúc lo liệu, nếu là không có tứ thúc, chúng ta khương gia thôn chỉ sợ thật không thể như vậy thân như một nhà này đảo thật không phải khương mậu tùng cố ý khen tặng tứ thúc khương gia thôn mấy năm nay lớn lớn bé bé hoạt động từng đợt qua đi các thôn dân nhưng thật ra vẫn luôn vẫn duy trì kia phân thuần phát gần nhất thôn phong vốn dĩ liền hảo thứ hai cũng khẳng định có tứ thúc công lao sách đến thanh ổn được ngay cả trước mắt sơn ngoại oanh oanh liệt liệt đại vận động trong thôn cũng không nháo ra cái gì phong ba tới tiếp thượng cấp tinh thần Hai cái cái gì nhớ khổ tư ngọt, phân tích đấu tranh sẻ, cũng đều là hòa hợp êm thấm, già rồi, Tứ Thúc nói, tuổi lớn, 60 nhiều lão nhân, muốn làm bất động lâu, Tứ Thúc nơi nào già rồi, bảo đao chưa lão. Khương Mậu Tùng cười nói, người nối nghiệp đều còn không có bồi dưỡng ra tới, Tứ Thúc cũng không thể kêu lão, Tứ Thúc vừa nghe hắn nhắc tới người nối nghiệp, lập tức lại hỏi, Mậu Tùng ngươi trình độ xem trọng đến xa, ngươi giúp ta cân nhắc cân nhắc trong thôn tuổi trẻ vãn bối cái nào có thể, ngươi xem. Thiết đảng thế nào, thiết đảng đương nhiên không tồi. Khương Mậu Tùng lập tức nói, ta xem thiết đảng đứa nhỏ này đầu óc đủ dùng, còn tuổi nhỏ ra tấn đại, chính mình đem chính mình lịch luyện ra tới. Trong thôn các trưởng bối mấy năm nay không thiếu giúp đỡ hắn, hắn cũng biết cảm ơn, ngươi cũng như vậy tưởng. Tứ thúc rất cao hứng mà nói, ta cũng có cái này ý tưởng, trước kia cảm thấy đứa nhỏ này tính tình quá cương ngạnh, làm người xử thế không đủ biến báo còn thiếu điểm nhi hỏa hậu lúc này ngươi lục thẩm sự tình việc lớn việc nhỏ đều phải hắn làm chủ ta ở một bên nhìn đảo cảm thấy đứa nhỏ này ổn trọng chu toàn nhiều khương mậu tùng cười tâm nói hắn thật đúng là chính là như vậy cái ý tứ rốt cuộc ở hắn xem ra khương thiết đảng như vậy xuất sắc hài tử chính là sợ tứ thúc nói khúc ngươi chê ta già rồi liền không có thể nói thẳng tứ thúc tuổi này lại là thấy rõ hắn đề cái đầu tứ thúc chính mình liền nghĩ tới bình tĩnh mà xem xét ở trong thôn trẻ tuổi trung khương thiết đảng thật là cái thập phần xuất sắc người trẻ tuổi đương cái thôn cán bộ thích hợp thật sự thực mau khương mậu tùng liền nghe nói đội sản xuất làm việc tứ thúc bắt đầu không cho khương thiết đảng cùng đoàn người cùng nhau làm việc đem hắn trích ra tới nói chính mình tuổi lớn làm chính hắn ghi việc đã làm phân chạy chạy chân mỗi ngày sáng sớm làm công tứ thúc chính mình cũng bắt đầu lười biếng động bất động liền sai sự thiết đảng đi giúp hắn gõ chung, giúp hắn phân công nhiệm vụ, thiết đảng cũng đều thực nghiêm túc mà đi làm, người trẻ tuổi cái dạng gì, người trong thôn cũng đều xem ở trong mắt đâu, thấy tứ thúc này động tác không cần phải nói cũng liền minh bạch, tứ thúc đây là buông tay bồi dưỡng người nối nghiệp, chuẩn bị làm hiền lâu, qua tiết sương giáng, thời tiết càng thêm lạnh, Khương Mậu Tùng cùng Điền Đại Hoa ở trong thôn một trụ hơn hai tháng. Cảnh vệ viên cách mấy ngày qua cho hắn đưa một lần báo chí cùng văn kiện, thời gian dài hắn không quay về liền có bộ đội chiến hữu tới thăm hắn nói khương chính ủy ngươi này vết thương cũ hảo chút không có a à. ngươi đây là tỉnh dưỡng thoải mái bộ đội thật nhiều sự ngươi cái này đại chính ủy vừa đi có chút công tác ly ngươi cũng thật không hảo làm đâu khương mậu tùng liền cười cười nói hắn vết thương cũ tái phát nào nhanh như vậy thì tốt rồi dù sao cũng phải xem hắn tình huống thân thể chờ thêm nguyên đáng rồi nói sau chờ khách nhân đi rồi điền đại hoa liền hỏi hắn một câu người tính toán gì thời điểm trở về quá đến quá thoải mái không nghĩ trở về khương mậu tùng nhìn tức phụ cười đến tâm tình thoải mái giống hắn như vậy thành tinh hồ ly có một số việc xem tưởng phi thường rõ ràng này trước mắt không cần thiết so đo được mất nên trở về bộ đội công tác tự nhiên liền sẽ trở về vì thế lại qua nguyên đáng người trong thôn nhưng chưa từng có nguyên đáng thói quen bọn họ vẫn là thói quen dùng truyền thống nông lịch khương mậu tùng bình thường thói quen dùng công lịch nhưng thật ra thích hợp nhiều xào hai cái đồ ăn quá nguyên đáng tiếc còn uống lên hai ly uống rượu đến vừa lúc uống thật sự cao hứng uống cao hứng hắn buổi tối lên giường liền ôm tức phụ nị oai ước chừng liền có chút không thành thật ngươi thành thành thật thật ngủ đi chớ chọc ta a à, ta hiện tại xem ngươi tới khí điền đại hoa đẩy ra hắn khương mậu tùng vừa thấy ai u tức phụ này cảm xúc không đúng rồi chuyện gì xảy ra chạy nhanh ôm hống truy vấn hỏi nửa ngày điền đại hoa mới nói một câu đều tại ngươi ta chỉ sợ hoài thượng lão tam khương mậu tùng vừa nghe tức khắc sửng sốt giây tiếp theo thiếu chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên